Hết nước khang một lần sau. Lên mấy chị ơi, xe bạn cái coi. Lên chưa? Lên chưa? Lên chưa? Đã chia sẻ rồi. Chia sẻ nào các chị yêu ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hôm nay em sẽ live mang tô 150.000 nha chị, và nhiều siêu phẩm cực kỳ luôn, toàn là hàng xuất sắc thôi, nên là chị nào vô livestream rồi thì phải chia sẻ nhanh nha, và theo dõi Facebook Nương Phạm để lấy tương tác liền nha các chị ơi. Hôm nay mà bị ẩn comment là tiếc lắm luôn đó. Rồi trời ơi, người nó héo hức rừng rực rừng rực cho người, tại vì áo đẹp nhiều quá các chị. Trời ơi, sao vậy ta? Sao em chưa thấy cái like của em vậy? À đây rồi. Em qua bên trang của em á. Chia sẻ lên trang cá nhân ở chế độ công khai 3 lần cho em, và lên trên 5 hội nhóm nha chị yêu ơi. Tại vì em không biết là hôm nay cái chị xe vô hội nhóm xem thử là nó có còn bị chặn không, chứ hôm qua là nó bị chặn vô trong hội nhóm á. Nên là hôm nay các chị xe lên trang cá nhân và nhiều hội nhóm cho em xem thử là nó có được không nha. Nếu mà bị chặn thì chia sẻ cho em lên 3 lần trên trang cá nhân nha chị ơi. Trời ơi, áo nhức nhối luôn á. Chị không tham gia nhóm chị ra xe. Chị Nguyễn Giang ơi, vậy thì chị chia sẻ lên trên trang cá nhân 3 lần giùm em nha chị ơi. Nhiều cái hôm nay em sẽ đầu livestream em sẽ bán cái siêu phẩm màu nâu tây này nha. Cái siêu phẩm nâu tây này là trị giá 300.000, nhưng mà đầu livestream em bán cho các chị 49.000, xuất sắc luôn nha các chị yêu ơi. Hàng hiệu xịn đẹp luôn nha. Hôm nay rất là nhiều áo đẹp luôn, nên là xe livestream nhiệt tình đi nào. Đầu livestream chỉ có 49.000 một em siêu phẩm này trị giá 300k, và sau đó em sẽ live cho các chị 150.000 nha. Áo đẹp nhất nhối luôn. Và còn nữa là những có em siêu phẩm thì em sẽ báo giá riêng, còn là em không báo giá là 150.000 nha chị ơi. Rất là đẹp luôn. Em chào chị Hương Phạm nè, chị nào vào livestream rồi thì vẫy tay chào em cái nào. Vô vẫy tay chào em cái đi. Em chào chị Loan Hoàng Thanh luôn nè, chào chị Hà Nhật luôn ha. Rồi, ok, chị Nguyễn Tam ha. Em chào chị Hê Phan, chào chị Kiều Lan luôn nha. Chào Thuận Duyên luôn ha, chào chị Huyền Đỗ luôn nè. Xe livestream nhiệt tình lên mấy chị yêu ơi. Xe livestream nhiệt tình lên. Xăng sư phẩm 49.000. Chị nào đã chia sẻ thì comment cho em là đã chia sẻ nha. Chị nào đã chia sẻ thì comment cho em là đã chia sẻ nha. Em chào chị Hương Phạm luôn nè. Chào chị Misa ha. Chào chị Anh Ca nè. Chào chị Liễu Liễu luôn nè. Em chào chị Cát Tiên nha. Chia sẻ ra siêu nhiệt tình lên mấy chị ơi. Trời ơi, áo hôm nay đẹp nhức nhối luôn á. Áo rất là xịn đẹp luôn nha. Con siêu phẩm này á là 300k, em chỉ bán 49.000 thôi nha. Đầu livestream nào em cũng bán một cái áo siêu phẩm 49.000 hết, nên là tranh thủ share livestream và comment cho em là đã chia sẻ nha. Chị nào chia sẻ lên trang cá nhân ở chế độ công khai, nhớ là chế độ công khai nha, 3 lần, và trên hội nhóm cho em 5 lần nha. Phải, em chỉ chốt áo siêu phẩm này 49k cho chị nào chia sẻ livestream thôi ha. Hôm nay cái máy em để nó có bị thấp quá không ta? Các chị yêu ơi, các chị xem livestream nó có bị, nó có mờ không? Và các chị biết không, cái ánh sáng phòng em nó hơi sáng quá, nên là màu áo ở ngoài nó sẽ đậm hơn trên live một tí nha. Cái màu này ở ngoài nó là màu nâu tây á, nó đậm hơn trên live một xíu nha. Rồi, chị Lan Trần đã chia sẻ nè, chị Hoài Dương đã chia sẻ nè, chị Nguyễn Nhi đã chia sẻ nè, chị Nguyễn Giang chia sẻ rồi nè. Những chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ ngay cho em đi nha. Lên trang cá nhân ở chế độ công khai 3 lần và trên hội nhóm 5 lần nha các chị ơi. Chỉ cần 5 hội nhóm thôi là được rồi nha. Em thấy Bảo Long Lê nha. Các chị ơi, phải theo dõi Facebook Nương Phạm, share bài, comment tương tác, trái dâu, trái tim gì đó. Vô nên liền 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 nhiều nhau nha.
nhiều lên, comment tương tác nhiều lên để comment của mình không bị ẩn nha. Hôm nay mà chị nào mà chốt áo siêu phẩm mà bị ẩn comment là rất là tiếc luôn đó. Nên là chia sẻ nhiệt tình đi nha. Chị Tiến Trần đã chia sẻ nè, chị Liệu Liệu đã chia sẻ, chị Duy Nguyễn đã chia sẻ nè, chị Kiều Loan đã chia sẻ nè, chị Loan Phượng, chị Nguyễn Trang nè, chị Mai Anh nè. Chia sẻ nhiệt tình lên nào các chị yêu ơi. Áo rất là xuất sắc luôn á, áo đẹp nhất nhớ luôn nha. Đủ 300 lượt chia sẻ đi nào, đủ 300 lượt chia sẻ em sẽ bắt đầu like nha chị ơi. Share lên trang cá nhân, share lên trên hội nhóm, nhiệt tình lên nào chị ơi. Áo hôm nay trời ơi, các chị thấy hôm qua em nhá hàng chưa? Trời ơi, nhức nhớ con tim luôn không? Tối không ngủ được luôn á, tối thao thức hoài thôi. Đợi sáng ra để like cho các chị yêu á. Rồi. Rồi cầm. Rồi ok, em đã ghi mà. À, những chị nào hôm nay có đơn thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm cho em nha. Hàng này là hàng si tiện Hàn Quốc nha chị ơi. Và có những em là em đã giặt hấp cho các chị luôn, giặt ủi thơm tho luôn cho các chị rồi nha. Có những em siêu phẩm là em hôm nay em làm hàng rất là kỹ luôn, em giặt hấp cho các chị luôn nha. Đó, nên là hôm nay siêu phẩm em đã giặt hấp sạch sẽ, rất là thơm tho luôn. Hôm nay đầu livestream áo siêu phẩm 49k trị giá 300.000 nè. Đó, cái áo này em đang mặc là trị giá 300.000, em bán đầu livestream 49.000 ha. Và sau đó đồng giá là 150 hết. Có những em là siêu phẩm thì em sẽ báo giá riêng nha các chị ơi. Hôm nay mình cố gắng ở lại trong livestream để mình săn siêu phẩm nha. À, hôm nay những chị nào các chị nên phân biệt là hàng bên Facebook Cát Tiên thì nhân viên bên Facebook Cát Tiên sẽ làm, nên là còn hàng bên em là cái nhà nó ở cách nhà Cát Tiên hơi xa, nên là mọi người chú ý không có dồn đơn bên em với bên Cát Tiên được nha chị ơi. Tiền phí ship nó không có bao nhiêu hết đó, có 35.000 thôi nha, bằng một tô phở thôi à các chị ơi. Rồi, chị Nguyễn Tam đã chia sẻ nhiệt tình đi nào chị ơi, cho lượt view nó lên cao 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 nha. Em thấy chị Loan Phượng luôn ha. Rồi, em thấy Tinh Trần luôn nè. Rồi, chia sẻ, dạ đúng rồi, hàng si, nhưng mà em đã giặt hấp. Có những em siêu phẩm là em đã giặt hấp và xử lý rất là sạch thơm cho các chị luôn ha. Về nhận hàng đóng gói là y như áo mới luôn. Lượt view lên cao cao cho em đi nào chị ơi. Chia sẻ nhiệt tình lên, chia sẻ mạnh tay lên cho em ha. Chị Hằng Phan đã chia sẻ nè, chị Cỏ Ba Lá đã chia sẻ nè. Trời ơi, áo em đang mặc là siêu phẩm nha chị ơi, dành cho những chị nào mà 55kg đổ lại. 55kg đổ lại là mặc đẹp cái áo mà em đang mặc ha. Đó, rất là xuất sắc luôn. Đó, quá là tuyệt vời luôn ha. Trị giá 300.000 màu nâu tây, quá xuất sắc luôn. Con này là hàng hiệu xịn đẹp luôn nha chị ơi. Đó, quá đẹp luôn, xuất sắc luôn ha. Hôm nay chỉ cần chia sẻ livestream thôi, chỉ cần chia sẻ livestream thôi. Đó, cái chị cột dây vô nó cũng đẹp, mà khoác như thế này thôi nó cũng đẹp ha. Đó, quá xuất sắc luôn. Tuyệt vời luôn nha chị ơi, nên là chia sẻ nhiệt tình đi. Lượt view lên cao cao sẽ bắt đầu bán siêu phẩm 49.000 cho chị nè. Quá đẹp luôn. Mập quá. Bụng phệ cả ra. Để mình áo đang mặc. Rồi chỉ cần chia sẻ livestream thôi ha. Em cao 1m6 nặng 48kg. Và những chị nào có đơn thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em nha. Chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em nha. Và những chị nào thích mẫu nào thì chỉ cần nhớ mã số thôi. Chỉ cần nhớ mã số, xong tới hồi inbox qua Facebook Nương Phạm, thì những chị nào mà không chốt đơn thì em sẽ nhường áo đó lại cho chị nha. Nên là để tránh trường hợp bên em gọi điện không nghe máy xả đơn, thì các chị nên chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em luôn. Rồi, 40. Em cao 1m6 nặng 48kg, nên là những chị nào mà có dáng người tương tương giống như em, thấy những cái con nào mà em mặc vừa người thì các chị sẽ mặc vừa người nha. Tại vì em á, những cái form áo Hàn Quốc như thế này mình có thể khoác form rộng nha chị yêu. Nó rất là dễ mặc luôn, nên là mình không phải hề lo nha. Đó. Áo em đang mặc là siêu phẩm 49.000, tí nữa em sẽ đọc cú pháp cho mọi người nha. Mọi người chỉ cần share livestream thôi. Rồi. Lượt view bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, kiểm tra giùm em với Ly ơi. Các chị yêu ơi, để mình theo đang mặc hôm nay màu nâu tây là bảo luôn cho chị luôn. Hôm nay màu nâu tây trời. 214 lượt chia sẻ. Rồi, cố lên nào. Bây giờ mỗi chị chia sẻ lên cho em ở trang cá nhân một lần và hai hội nhóm nữa thôi. Bây giờ mỗi chị chia sẻ cho em một lần trên trang cá nhân và hai hội nhóm nữa thôi nha chị ơi. Đủ lượt view rồi, đủ lượt share rồi, em sẽ bắt đầu lên siêu phẩm 49.000 cho chị nè.
Xe livestream đi nào, xe livestream nhiệt tình đi nào các chế yêu của em ơi. Rồi em chào chị An Phạm luôn ha. Chia sẻ nhiệt tình lên. Kiếm cú pháp để chốt áo con. Đây nè. Đây nè các chị yêu ơi. Bọn số điện thoại đúng không? Ừ, đúng rồi. Đây nè. Em nhớ chưa? Đây nè, cú pháp nè. Rồi. Rồi các chị yêu ơi, các chị chuẩn bị số điện thoại cho em nha. Để mình chốt cú pháp, mình chốt đơn nhanh á, thì các chị nên bấm đúng số điện thoại đi. Đó, mình nên bấm đúng số điện thoại đi. Xong rồi mình sao chép lại nha. Có rất là nhiều chị bấm số điện thoại rất nhiệt tình, nhưng mà bấm sai hai số đuôi. Nên là các chị bấm đúng số điện thoại đi nha. Xong rồi chứ cần sao chép dán thì chốt đơn của mình sẽ rất là nhanh, không cần phải bấm đi bấm lại cái số điện thoại nha chị. Đó nên là cứ bấm sẵn số điện thoại cho em đi nè. Bấm sẵn số Đọc điện thoại ra xong rồi sao chép dán sao chép không? đặt đọc ra mà. Rồi view lên 100 đi mấy chị ơi, lên đi, hôm nay siêu phẩm rất là nhiều luôn. Ai thích màu cái gì à, hôm trước có một chị inbox cho em nói là màu chủ đạo của Hàn Quốc. Ok, chị thích màu gì? Màu nâu tây. Hôm nay em bao luôn. Trời ơi, chắc phải nửa cái livestream của em là màu nâu tây đó các chị à. Đó nên là các chị phải share livestream đi, nhiệt tình lên mấy chị ơi. 282 Tương tác nhiều lên với em, tương tác nhiều lên với em để làm sao em thấy comment của các chị, em thấy comment, em thấy tên các chị, em nhớ tên của các chị, em chốt áo cho các chị nè. Tương tác nhiều lên, đừng có vô livestream xong rồi cứ canh đợi à, cái đợi đợi tới cái áo mình thích rồi các chị mới comment. Xin lỗi, rồi comment bị ẩn. Đó, rất là tiếc nên là tương tác nhiều lên, comment nhiều lên. A B C D X Y Z trái tim chứ dâu lựu đạn gì bong quăng hết vô đây cho em. Đó, em thấy gấu thảo luôn nha. Rồi chia sẻ mạnh tay lên nào các chị yêu ơi, chia sẻ mạnh tay lên. Chị nào mà có cảm thấy mình bị ẩn comment thì để là chị ơi thấy em không ly kiểm tra nha, để trả lời những cái comment đó nha. Rồi các chị ơi, chia sẻ livestream lượt view lên cho cao cao cho em đi nào. Mỗi chị chia sẻ lên cho em ở trang cá nhân 3 lần ở chế độ công khai nha chị yêu ơi. Áo hôm nay xuất sắc nhức nhối con tim luôn. Thầy Kim Huê nha. Rồi, các chị ơi, hôm nay xem livestream có rõ không các chị ơi? Và các chị lưu ý giùm em những chị nào có đơn thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em nha chị ơi. Quá đẹp luôn. Xinh đẹp quá. Xuất Em sắc. thấy chị có 3 lá nha. Rồi, lên nào các chị yêu ơi, lên lên lên. Được view lên cao cao cho em đi chứ. Trời ơi, em like áo quá đẹp luôn, quá rẻ quá đẹp luôn mà. Xuất sắc nha. Hôm nay áo hiệu thì cực kỳ luôn, chuẩn con nhà bà hiệu luôn. Trời ơi, không phải lo hàng bên em. Và những em siêu phẩm là em đã giặt hấp cho các chị luôn. Đó, hôm nay mang tô em cũng giặt hấp luôn nha. Rồi, ok, cảm ơn Bảo Long Lê luôn ha. Em thấy chị đặc bảo nha. Giá chính hôm nay là đồng giá Em thấy chị 150 ngàn nha đẹp các lên chị nha. ơi. Và đầu livestream thì em sẽ bán cái siêu phẩm này chị 300k này, em bán 49 ngàn này nha. Đó, lúc nào đầu livestream em cũng bán một cái bốn siêu phẩm 49 ngàn hết á. Quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn nha. Con này là chuẩn có nhà hiệu luôn. Rồi Wow. ok, em bắt đầu like để tránh mất thời gian của các chị ha. Chuẩn bị giùm em số điện thoại đi nào. Chuẩn bị giùm em, bấm đúng số điện thoại và sao chép lại số điện thoại cho em nè. Bấm đúng số điện thoại xong đó sao chép cho em số điện thoại đi nào. Rồi đưa em cái cú pháp này nè. Áo siêu phẩm trị giá 300 ngàn mà em đang mặc là từ 55 kg đổ lại là mặc đẹp. Còn những chị nào mặc từ 47, 48 kg dưới 50 kg á thì khoác con rộng giống như em nha. Những cái áo này em mặc cũng vừa người nè. Những chị nào mà có số ký mà nhỏ nhỏ như em mà những thấy những cái form nào mà em mặc form rộng đẹp nè hay là mặc vừa người thì các chị cứ vô tư mà chốt đi, không phải lo nha các chị ơi. Đó. Chỉ sợ các chị chọc thôi chứ không có sợ là không mặc được áo nha. Rồi ok, suốt ngày thả thính thôi. Rồi, chuẩn bị cho em số điện thoại kèm. Số điện thoại kèm. Số điện thoại siêu phẩm rẻ đẹp nhà Nương Phạm. Siêu phẩm rẻ đẹp nhà Nương Phạm. Siêu phẩm rẻ đẹp nhà Nương Phạm. Ok, kèm số điện thoại cho em nè. Em sẽ chốt cái siêu phẩm 300k này cho chị nào. Comment nhanh nhất nè. Comment nhanh nhất cái này nè. Rồi
Em ship giao hàng tiết kiệm. Em ở Di Linh, Lâm Đồng nhưng mà em ship hàng cho chị rất là nhanh, 2 đến 3 ngày là các chị nhận được hàng rồi. Ok luôn, thấy thanh toán luôn nha. Comment cho em số điện thoại siêu phẩm rẻ đẹp nhà Nương Phạm nào các chị yêu ơi. Siêu phẩm rẻ đẹp nhà Nương Phạm, em thấy chị Lê Hậu luôn nha. Trời ơi, sao bên máy này nó chậm đúng không? Chị bấm cái số điện thoại xong rồi chị nhấn giữ nó lại, xong rồi là nó bôi đen đi, bôi đen xong nhấn giữ là nó sẽ hiện lên cái chữ sao chép, mình cứ sao chép lại cái số đó nha. Siêu phẩm rẻ đẹp nhà Nương Phạm, trời ơi áo xuất sắc luôn, nhức nhối con tim luôn á. Rồi cho em mượn cái điện thoại đi nào nhà chị ơi. Rồi em sẽ bắt đầu dò comment nha. Cái gì đây, cái gì đây, đây nè. Từ cái comment của chị Thanh Toản, từ cái comment của chị Thanh Toản là thấy mình không bạn ơi, thì chị Giang Lê là đầu tiên với cú pháp số điện thoại 0968964165, siêu phẩm rẻ đẹp nhà Nương Phạm, chị Giang Lê đầu tiên. Xong rồi tới chị Tú Phan là thứ hai. Rồi ok chị Giang Lê nha. Chị Giang Lê đầu tiên, chị ơi chị comment, chị Giang Lê có số điện thoại là 0968964165. Rồi chụp cái màn hình này lại đi. Rồi chị Giang Lê ơi, chị còn trong livestream không? Chị inbox cái chụp màn hình chia sẻ livestream trên trang cá nhân của chị qua Facebook Nương Phạm cho em nha các chị yêu ơi. Rồi ok nào. Trời ơi con này rất là xuất sắc và các chị yên tâm đi, áo hôm nay rất là đẹp nha. Đồng giá 150.000, những con nào siêu phẩm thì em sẽ báo giá riêng. Con này là chuẩn con hàng hiệu luôn nha chị ơi, của Emot nha các chị ơi. Quá đẹp luôn, hàng chuẩn hàng hiệu xịn đẹp luôn nha. Áo hôm nay rất đẹp, mê ly luôn. Trời ơi, mập quá, ăn làm gì cho nhiều mà sao nay mập dữ trời. Rồi ok các chị chuẩn bị cú pháp chốt đơn bên em là số điện thoại kèm với mã số nha. Số điện thoại kèm với mã số nha. Chị Khánh Nhật hả? Chưa nhận được hàng hả? Rồi ok tí nữa em sẽ kiểm tra lại đơn cho các chị nha. Rồi thấy chị Kim Huệ nha. Rồi các chị yêu ơi, áo hôm nay rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp, rất là đẹp nha. Comment chuẩn bị cho em là số điện thoại kèm với mã số nha. Số điện thoại kèm với mã số nha. Mới làm con nâu tay rồi, lên con khác đi, con màu khác đi. Ôi cái của chị Tiên ghim bây giờ vẫn xài được đúng không? Ghim rồi mà. Rồi comment cho em là số điện thoại kèm với mã số nha chị ơi. Muốn chụp hình làm sao vậy? Tùy điện thoại à, mỗi cái điện thoại thì nó sẽ khác nhau. Rồi, quá đẹp luôn nha chị ơi. Màu nâu tây xuất sắc quá. Em này thì free size nha chị ơi. Em bắt đầu bán áo nè, em bắt đầu bán áo nè. Các chị tập trung dùm em nha. Em bắt đầu bán áo nè, 150.000 nha chị ơi. Quá đẹp luôn. 150k em này free size. Free size 150k chốt cho em. Số điện thoại kèm với mã số 59. Số điện thoại kèm với mã số 59. Và nhớ là phải share live stream và tương tác nhiều lên, theo dõi Facebook Nương Phạm để lấy tương tác nha chị ơi. Nha, để lấy tương tác nha chị ơi. Share live stream nhiệt tình đi nào các chị ơi. Rồi chốt giùm em số điện thoại kèm với mã số. Số điện thoại kèm với mã số 59 em này free size 150k. Quá rẻ, quá đẹp luôn. Đó, con này đáng lý ra là em phải bán 300 ngàn nè. Đó, nhưng mà đầu livestream nên là em bán áo 150 thôi nha. Con này cũng là nằm trong siêu phẩm màu nâu tây nè. Quá đẹp luôn, mã số 59 free size. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn nha chị yêu ơi. 59 chốt cho chị Diễm Ngọc Hồ. 59 chốt cho chị Diễm Ngọc Hồ. Chị màn hình lại nha. Like, comment nữa. Và những chị nào có đơn thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm dùm em, để tránh trường hợp mà bên em gọi điện không nghe máy xả đơn thì rất là tiếc nha chị yêu ơi. Nên là chủ động inbox địa chỉ nha, chủ động inbox địa chỉ. Quá đẹp luôn. Con này ở ngoài nó là màu cam á như chị, lên trên like cái màu nó hơi sáng một tí đó, rất là xuất sắc luôn. Đó, quá đẹp luôn. Em này dành cho những chế nào mà từ 53 đến 60 kg. Chốt cho em mã số 45 mới can luôn. Mã số 45 em này nha. Mã số 45 quá đẹp luôn.
45 từ 53 đến 60kg là mặt đẹp nha. Rồi, cho chị Diệu với mã số 45 em này nha. Chị yêu ơi, 150.000 dành cho những chị nào mà share livestream lên trang cá nhân nè. Hôm nay áo rất là đẹp luôn, trời ơi. Chốt lẹ nào. Số điện thoại kèm với mã số 45. Số điện thoại kèm với mã số 45 cho em nha. Quá đẹp luôn. Em lên siêu phẩm đi nha, trời ơi sao em trông được lên siêu phẩm ghê luôn á. Lượt view lên cao 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 là em sẽ lên siêu phẩm liên tục cho chị luôn nha. Share livestream nhiệt tình đi nào chị ơi. Con này quá đẹp luôn, xuất sắc quá, nhức nhối. Con này là màu đen nha chị ơi, màu đen nha. Ở bên này nó có vạt bèo nè, rất là đẹp, xuất sắc luôn ha. Rồi em này dành cho những chế nào mà 53kg đổ lại cho em mã số 39. 53kg đổ lại cho em mã số 39. 39 em này nè, quá đẹp, xuất sắc, nhức nhối con tim luôn ha. Mã số 39, 53kg đổ lại 39, số điện thoại kèm với mã số 39 nha. Có áo này em nha chị yêu ơi. 39 em 150 đúng không? Ừ. 39 chốt cho chị Phương Giang. 39 chốt cho chị Phương Giang. Quá đẹp luôn. Trời ơi xuất sắc. Em này free size nha chị yêu ơi. Em này free size, những kiểu này nó đang rất là hot hit luôn nè. Free size chốt cho em mã số 88. Free size mã số 88. Quá đẹp luôn. Sao vậy ta? Free size mã số 88 cho em luôn nè. Quá đẹp, xuất sắc luôn nha. Những kiểu này đang rất là hot nè. Tí hồi em sẽ xem một cái clip mà mẫu Hàn Quốc nó mặc cái áo này. Trời ơi, đi thành thái dễ sợ luôn á. Free size mã số 88. Free size mã số 88 nha. Rồi ok. Một đồng giá 150k nha chị yêu ơi. Đồng giá 150k, quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn ha. Lên em một em free size trên 50kg là mặt đẹp. Free size trên 50kg mặt đẹp. Free size trên 50kg là mặt đẹp, xuất sắc luôn nè. Đó, free size bao nhiêu ký mặt cũng được hết. 60-70kg mặt cũng được luôn nha. Trên 50kg là mặt đẹp em này nè. Trên 50kg là mặt đẹp em này. Chốt cho em mã số 70. Chốt cho em mã số 70 em này nha. Chị mã Thi ơi, cái 88 đó là 150k nha chị. Đồng giá 150k nha. Cái nào có siêu phẩm thì em sẽ báo kèm giá luôn. Rồi, chốt cho em mã số 70 em này nào. Mã số 70 nào các chị yêu ơi. Sao cái máy em nó không chạy cái mình đúng không? Kỳ ghê á. Các chị ơi, các chị comment dấu chấm dấu phẩy nhiều lên. Sao em không thấy comment ta, bị ẩn comment hả ta? Mã số 70 em này free size nè, xuất sắc luôn. Mã số 70 nè chị yêu ơi. Ủa bị ẩn comment hả ta? Bị ẩn comment hả? Sao không thấy một cái comment của ai hết các chị ơi? Các chị để dấu chấm dấu phẩy giùm em với. Sao không hiển thị một cái comment của ai hết vậy ta? Mã số 70 vừa rồi nha chị ơi. Hàng hiệu xịn đẹp luôn nha. Hàng hiệu xịn đẹp luôn các chị ơi. Các chị có nhìn thấy không vậy? Trời ơi. Em này free size mã số 70, kèm số điện thoại cho em nè. Kèm số điện thoại cho em nha. Mã số 70. Rồi thấy comment nè, thấy comment của Kim Yến nè, quá đẹp luôn rồi. Em này dành cho những chế nào, em này màu đỏ đô nè các chị ơi, mới ken luôn nha. Và con này đã giặt sạch sẽ cho chị luôn rồi. Quá đẹp luôn rồi. Rồi em thấy comment rồi các chị yêu ơi. Rồi em này dành cho những chế nào mà 57kg đổ lại. 57kg đổ lại cho em mã số 105. 57kg đổ lại mã số 105 cho em luôn. Quá đẹp, quá mới, xuất sắc luôn. 150.000 nè các chị yêu ơi. Em thấy chị Hương Phạm nha. Các chị chốt đơn giùm em nè. Rồi số điện thoại kèm với mã số 105. Rồi em thấy comment rồi các chị ha. Nó hơi chậm qua một tí. Mạng hôm nay không biết nó có bị sao không. Các chị xem livestream có rõ không các chị yêu ơi. Mã số 105 em này nha. Mã số 105 em này 57kg đổ lại, quá đẹp luôn, xuất sắc luôn nè các chị yêu ơi. Xịn đẹp, xuất sắc. Chốt đơn đi nào các chị yêu ơi. Số điện thoại kèm với mã số 105. Chốt đơn đi chứ. Sao sao không thấy ai chốt đơn vậy ta? Áo hôm nay rất là đẹp luôn, rất là xuất sắc nha chị yêu ơi. Rồi số điện thoại kèm với mã số 105, nhớ kèm số điện thoại nha chị yêu ơi. Trời ơi. Ủa hôm nay thì sao vậy ta? Áo rất là đẹp mà sao không thấy ai chốt đơn vậy? Mã số 105 cho em luôn nè.
Mã số 105 cho em luôn nha. Kèm số điện thoại nha. Trời ơi, những cái áo này là mặc theo kiểu free size, mặc form rộng nha chị yêu ơi. Trời ơi, áo quá đẹp luôn. Xuất sắc. Xuất sắc mà không thấy chị nào mà chốt đơn là em bị xuống tinh thần đó các chị à. Trời ơi, em dễ bị xuống tinh thần lắm. Tâm hồn em rất là mong manh. Tâm hồn em mong manh cực kỳ luôn. Lên áo dáng ngắn đi sắp ơi, rồi ok luôn nha. Trời ơi, cái quả này chắc phải lên siêu phẩm nhiều á. Tại vì hôm nay không có ai mặc áo cho em hết nên là em sẽ like hơi chậm một tí nha chị yêu ơi. Rồi em này dành cho những chế nào mà 58kg đổ lại nè. 58kg đổ lại. Cái này cái đai của nó phải gài cái nút lên nhé. Rồi 58kg đổ lại trước cho em mã số 142. 58kg đổ lại mã số 142. Kèm số điện thoại cho em nào 142 nha. Em cao 1m6 nặng 48kg nha. Ly gầy em cái nút này coi, cứng quá. Cái tay bên này nó yếu. Đây, tay gài lên nha. Mã số 142 cho em này luôn nè. Rất xuất sắc, 150.000 các chị yêu ơi. Xe livestream nhiệt tình lên, xe livestream chốt đơn nhiệt tình đi nào các chị ơi. Comment tương tác nhiều lên để comment của mình không bị ẩn nha. Xe livestream 150.000, những em nào siêu phẩm thì em sẽ báo giá riêng nhé chị yêu ơi. Rồi mã số 14, mã số 142 chứ quên, 142, em mới đặt 142, 145. 142 nha. Đồng giá 150.000 nha chị yêu ơi. Đồng giá 150.000, những em nào siêu phẩm thì em sẽ báo giá riêng nha. Rồi em này 57kg đổ lại mã số 142. 142 trời ơi. Trời ơi, quả này chắc lên siêu phẩm thôi. Ba chị nào hỏi siêu phẩm dáng ngắn. Ủa cái con này là hàng 19 à? Bỏ đây chứ để em nhầm á. Rồi lên một con của Soen nha chị ơi. Lên một con của Soen nha. Hàng hiệu xịn đẹp luôn nha chị ơi. Màu xanh đen. 142 chốt cho chị Xuân Ánh. 142 chốt cho chị Xuân Ánh. Nè không thấy chị nào chốt đơn hết. Em buồn quá là tâm hồn ấy. Đây con này 300k bán luôn 150 nè. Siêu phẩm nha của Soen đây. Chị nào mà hỏi dáng ngắn đây. Con này lên rất là đẹp luôn. Bao đẹp luôn nha. 300k sale luôn 150 nè. Đó xem thử có ai chốt đơn không. Con này mà không chốt nữa tắt like luôn. Nghỉ chơi luôn. Rồi, em này dành cho những chế nào mà từ 54kg đổ lại. 54kg đổ lại mã số 165. 54kg đổ lại mã số 165. 150.000. Quá đẹp luôn, màu xanh đen mới ken luôn nha. Con này em đã giặt cho các chế luôn rồi, về chỉ việc mặc thôi. Rồi, mã số 165. 165 cho em luôn nha chị ơi. 165, 54kg đổ lại. Quá đẹp, xuất sắc luôn. Rồi, mã số 165. Đấy, quả này chắc lên siêu phẩm cho các chị mới chốt thôi. Trời ơi, tôi hờn ghê á. Làm tổn thương con bé. 165 chúc cho chị Mai Trúc. 165 Mai TN Trúc đúng không? Mai TN Trúc. Rồi, em này xuất sắc quá là xuất sắc luôn nha. Đấy, rồi, quá đẹp luôn. Dành cho những chế nào mà 55kg đổ lại. 55kg đổ lại, em này 200.000 nha. Em này 200k nha. Con này 300 nhưng mà em không thể nào bớt được xuống 150 được. Em chỉ bớt cho chế 100.000 thôi. Đó. Bé giá chế 200.000 nè. Con siêu phẩm này rất là xuất sắc nha. Hôm qua em đăng hình rất là nhiều chị hỏi nhưng mà em bán trên live thôi. Chứ em không cho em đăng hình lên nhưng mà không có ấy. Rồi, em này dành. Mạng chậm lắm em ơi. Trời ơi. Rồi ok, chị thì đổ cái chốt đi chị yêu ơi. Rồi, em này 55kg đổ lại. 55kg đổ lại kèm giá cho em là 200k mã số 58. Mã số 58 cho em này luôn nè. 58, quá đẹp luôn. Mới ken luôn nha, mới ken luôn. Rất là xuất sắc. Mã số 58. 58, quá đẹp. 58 200k. 58 200k, mới ken sven luôn. Của Subi nha. Đây, đấy. Subi 58 200k nha. Nhớ ghi giá con này 200k nha đi ơi. 58 200k chốt cho chị Sương Phạm. 58 200k chốt cho chị Sương Phạm. Em lên toàn hàng hiệu cho chị nè. Rồi lên một em Matt & Sue nha chị ơi. Matt & Sue nè. Con này thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Kaki dày dặn luôn nha. May chị nổ lên 3 sang chảnh cho chị luôn. Đó. Con này dành cho những chị nào mà trên 53kg.
trên 53 kg là mặt đẹp đó, khoác như này nè, form Hàn Quốc nè. Những chị nào mà dáng người nhỏ nhỏ giống từ 53-55 kg á thì mặc khoác form rộng cho em nha. Đó, phối đồ lên rất là hàng xẻng luôn. Những cái mặt cái này á là các chị lên, trời ơi, quá đẹp luôn á, phong cách hàng xẻng nha chị ơi. Rồi em này những chị nào mà 63 kg đổ lại vẫn mặc đẹp nha. 63 kg đổ lại mặc đẹp, còn những chị nào mà tầm 50-55 kg thì mặc phong rộng cho em nha. Mã số 05-150, 05-150, coi cái đường may của nó nè, rất là nét luôn. Mã số 05 cho em luôn nè, 05-150k, 05 kèm số điện thoại cho em, 05 kèm số điện thoại. Lên một em của súp nha chị ơi, lên một em của súp nha. Trời ơi, quá đẹp luôn. Xe livestream nào chị ơi, xe livestream nhiệt tình lên nha. Con này lên thì bao chân xả cho chị luôn. Dành cho những chị nào mà phải từ 55-60kg. 55-60kg là mặt đẹp em này nha. 55-60kg là mặt đẹp em này. Đây dáng váy đây. Đó, mặc vô là dáng váy ha. Dành cho những chế nào mà từ 55-60kg. Mã số 85, mã số 85 em này luôn nè. Mã số 85, quá đẹp luôn, 150k. Đó, 150k, mã số 85. Quá đẹp luôn, trời ơi, chốt áo đi các chị yêu ơi. Lên một em của V-Sit nha. Con cái này mỗi mẫu chỉ có một cái duy nhất thôi nha. Lên một em hàng hiệu của V-Sit nha chị yêu ơi. Rồi mỗi mẫu chỉ có một cái thôi các chị ơi. Rồi em màu vàng nè, lên màu vàng dáng ngắn đây xuất sắc luôn ha. Dành cho những chị nào mà 53 kg đổ lại, 53 kg đổ lại mã số 32, 53 kg đổ lại mã số 32 cho em luôn nha. 32 kèm số điện thoại, 32 kèm số điện thoại cho em nè. 32 kèm số điện thoại dáng ngắn, 52 kg đổ lại, 52 kg đổ lại mã số 32, quá đẹp luôn. Trời ơi, con này đẹp nè. Nhức nhối con tim luôn á. Xe livestream nhiệt tình đi nè mấy chế ơi. Xe livestream nhiệt tình lên. Xe livestream nhiệt tình lên cho em nào. 32 chốt cho chị Quỳnh ta, 32 chốt cho chị Quỳnh ta. Và những chị nào có đơn bên em thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm nhà em nhé chị yêu ơi. Con này đẹp nè, quá đẹp luôn, xuất sắc. 54 kg đổ lại, 54 kg đổ lại, cái bếp của nó là bằng phối da á chị yêu ơi, rất là đẹp, xuất sắc luôn nha. Nút của nó là nút dấu ô, quá đẹp, xuất sắc, đẹp quá ta ơi. Trời ơi, con này mà bán 150 thì tiếc, trời ơi muốn lên giá ghê luôn á. Trời ơi, mặt con này vô tôi muốn lên giá dễ sợ luôn, quá đẹp luôn. Dành cho những chế nào, trời ơi con này đẹp quá hay để mặt nhờ, xuất sắc nhức nhối luôn nè các chị ơi. Số điện thoại kèm mã số cho em này à, dành cho những chế nào mà 50-52 kg đổ lại thôi. 52 kg đẹp hơn, trời ơi xuất sắc hay để mặt nhờ. 52 kg đổ lại, trời ơi con này tôi muốn lên giá luôn á. Rồi xe livestream con này chỉ chốt cho chị nào xe livestream thôi nha. Rồi chốt cho em mã số 89, mã số 89 cho em luôn nè. Đi ơi, mở cái cửa sau, mở cửa trước lên để mở cửa sổ ra để mình còn ngó xe đằng trước. Rồi mã số 89 em này luôn, mã số 89 em này luôn, quá đẹp xuất sắc. 52 kg đổ lại mã số 89, xuất sắc nhức nhối con tim luôn á. 89 em chốt cho con chị này. Trang đặt 89 quá em đẹp. Chốt cho chị Trang đặt xuất đẹp. Sắc con này đẹp nhức nhối, con này là em bán rẻ đó nha, đáng ra con này phải bán 300 ngàn. Trời ơi của ro em mới ghê chứ, đẹp quá là đẹp luôn. Lên một em màu xanh đen nè chị ơi, xanh đen free size nha, con này quá đẹp luôn. Free size xanh đen này dành cho những chế nào mà trên 50 kg là mặt đẹp, trên 50 kg là mặt đẹp, trên 50 kg là mặt đẹp. Con này là khoác thôi, dáng khoác nha chị ơi. Rồi trên 50 kg mặt đẹp, chốt cho em mã số 47, chốt cho em mã số 47, quá đẹp luôn. Mã số 47, những chị nào thích mẫu nào thì cứ nhớ mã số xong rồi inbox qua Facebook Nương Phạm cho em nha. Nhớ mã số inbox qua Facebook Nương Phạm. Những chị nào mà không nghe xin, nghe máy chốt đơn hoặc là xả đơn thì em sẽ nhường áo lại cho chị. Rồi cứ yên tâm nha. Mã số 47, mã số 47 em này nè. Free size trên 50 kg là mặt đẹp.
Quá đẹp luôn, xuất sắc luôn ha. Trời ơi, con này đẹp quá. Chết, mới ken luôn, con này là em giao. Trời ơi, mới ken span luôn á. Trời ơi, quá đẹp. Trời ơi, mới ken luôn nè, con này là mới ken luôn á nha. Mới không một tì vết nào hết luôn á. Trời ơi, quá đẹp luôn. Chị xuất sắc ơi, mang tô siêu tuyển đồng giá 150k. Cái nào siêu phẩm thì em báo kèm giá theo nha chị. Em này 200k nha chị ơi. Em này 200k màu xanh đen, mới ken luôn, mới 99,99% luôn nha. Mới 99,99% luôn. Xuất sắc quá, 200k. Chốt cho em mã số 200k. Em này dành cho những chế nào mà 55kg đổ lại, 55kg đổ lại, chốt cho em mã số 121. Mã số 121 nha. 89 em chốt cho chị Trang Đặc rồi ạ. Mã số 121 em này, mã số 121 200k, quá đẹp, mới ken luôn. Mới về là như áo mới luôn nha, 200k, quá đẹp. Mã số 121, 121 kèm số điện thoại nha. Đồng giá 150.000, những em là siêu phẩm thì sẽ báo giá riêng. Quá đẹp luôn, không một tì vết nào hết luôn nha chị yêu ơi. Mới ken luôn, có 200.000 thôi, 121. 121 200k em chốt cho chị Hồng Minh. 121 200k em chốt cho chị Hồng Minh. Hôm nay ít người xem quá. Ít người xem quá, trời ơi. Đông đông người xem là em sẽ bán cái này 300 ngàn rồi đó. Trời ơi. Mã số 121 em này. Trời ơi. Lên một con của Jessie. Trời ơi, nhức nhức luôn á. Trời ơi, 89 chốt cho chị Trang Đặng rồi nha. Rồi em này của Jessie nè. Trời ơi, Jessie New York nha. Trời ơi, quá đẹp luôn, nhức nhối luôn. Màu này gọi là màu xanh gì nhỉ? Đẹp quá. Trời ơi, nhức nhối con tim luôn á mấy má ơi. Trời ơi, đẹp quá là đẹp luôn. Xuất sắc. Nhức nhối nè. Nè, nhìn vô là biết hàng chuẩn con nhà bà Hiệu rồi nha. Đó, nút nó cũng in cái thương hiệu của nó. Dành cho những chế nào mà 50kg đổ lại, 50kg đổ lại nè, 50kg đổ lại, chốt cho em mã số 12. 50kg đổ lại, mã số 12, 150. 12, 150. Quá đẹp luôn, trời ơi, nhức nhối luôn á chị ơi. Quá đẹp, mới ken luôn nha. 50kg đổ lại mã số 12, 50kg đổ lại mã số 12. Quá đẹp luôn, xuất sắc, trời ơi. Nè, cái form của nó nè, quá đẹp luôn, như cái váy luôn, trời ơi. Mã số 12, trời ơi, quá đẹp. Chị Ngô Bảo Anh ơi, em đọc theo máy chủ nha chị. Đây chị Hà hỏi áo nam 12 em chốt cho chị Khánh Nhật. 12 em chốt cho chị. Lên một con hàng hiệu xịn đẹp của Nightclown nha chị ơi. Trời ơi, chị nào mà chơi hàng hiệu mà không biết cái hiệu này thì trời ơi, không được rồi. Phải biết cái hiệu này nha, Nightclown nè. Trời ơi, xuất sắc nha. Quá đẹp luôn. Em này nam nữ đều mặc được nha. 60kg, à không, áo này áo nữ chứ nhở. Đâu phải áo phong nam, đúng không, áo này áo nữ. Quá đẹp luôn, dáng dài. Xuất sắc, nhức nhối con tim luôn. Nightclown nha chị ơi, quá đẹp luôn. Trời ơi, xem thử coi. Rồi, quá đẹp. Con này bán nhiêu y ta? Con này bán nhiêu cho phải trời. Quá đẹp luôn. Nightclown một con hiệu nè. Từ nãy giờ các chị chồng quá à, các chị chồng quá làm em không muốn lên siêu phẩm luôn á. Các chị phải nhiệt tình lên, sôi nổi lên. Truyền máu, truyền lửa cho em đi nào mấy chị yêu ơi. Truyền máu tiếp lửa cho em đi nào. Trời ơi, để em lấy tinh thần em lên siêu phẩm cho chị chứ. Rồi nè, mình truyền máu con này nha. Rồi, con này 300k đúng không? Em sale cho chị 150 nè. Hiệu Nightclown thì không bao giờ mà em bán dưới 200 ngàn rồi đó. Mà hôm nay các chị chồng quá à. Em bán con này 150k. Dành cho những chị nào mà 53kg đổ lại, 53kg đổ lại và cao trên 1m6 là mặc chuẩn đẹp con này luôn. Mã số 168, mã số 168 150 nè. Bán con này mà rụt đứt từng đoạn luôn á. Nhưng mà các chị chồng quá nè, em phải lên một con như thế này. Em cao 1m6 nặng 48kg nha. Cái con này ở Sài Gòn, chợ khách Sài Gòn em mặc cũng nhiều lắm chị Xuyến ơi. Con này mặc rất là đẹp nha. 150 mã số 168, quá đẹp luôn. 168, cái vải này vải kaki bình thường thôi mà, nó đâu có nóng đâu. Mã số 168, quá đẹp luôn. Một sáu tám em chốt cho chị Duyên Hoàng. 168 lên siêu phẩm nha.
sư phẩm nè. Trời ơi, thấy các chị chồng quá mà em đau lòng luôn á. Lên một con siêu phẩm màu rêu nè. Hàng màu rêu này rất là hiếm nha chị ơi. Màu rêu này rất là hiếm nè. Đó, em khui chắc phải 2 kiện mới ra được một con. Em khui phải ra 2 kiện mới ra được một con á, nên là rất là hiếm nha chị. Đó. Em màu rêu này free size nha, free size. Màu rêu free size, quá đẹp luôn. Em này 250k free size 250k. Free size 250k nè, con này em không có bớt được nha chị ơi. Rồi, free size chốt cho em mã số. Free size chốt cho em mã số 30 250. Free size màu rêu nè, rất là hiếm luôn. 250. Màu rêu quá đẹp luôn nha chị ơi. Rồi. Không nha chị ơi, trời ơi em mà miễn ship nữa chắc phí ship chỉ bằng một bữa các chị ăn sáng thôi, chỉ có 35.000 thôi nha. Đó, một cái áo đem về tụi em hôm nay không chị ủi đâu, áo măng tô này em giặt luôn rồi đó, nên là các chị mỗi cái em giặt hết 15.000 đó các chị à, nên là em không thể nào miễn ship được nha. Em bán giá này quá rẻ rồi, mã số 30 250, 30 250 quá đẹp luôn. 30 250 nè. À, chị nào muốn sĩ kiện thì inbox cho em nha. 30 250 em chốt cho chị Anh Nguyên Phương. 30 250 em chốt cho chị Anh Nguyên Phương. Quá đẹp luôn. Trời ơi, em muốn lên một cái con hàng hiệu. Các chị muốn mua hàng hiệu mà gọi là siêu 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 tuyển không? Giá từ 250, 350, 400 ngàn không? Em lên cho các chị nè. Đó, em có còn một lớp siêu phẩm đó, nhưng mà em để dành, em lên từ từ. Rồi, con này quá đẹp luôn, trời ơi con này đẹp quá. Màu nâu tây nha, màu ở ngoài, con này ở ngoài sẽ đẹp hơn trên live rất là nhiều. Con này ở ngoài sẽ đẹp hơn trên live rất là nhiều luôn. Khoác kaki, chất kaki cực kỳ dày dặn luôn nha. Em còn không biết mã được mà em cái thùng mã đây em qua em bóc chúng cái con nào đó là em bóc thôi. Xong rồi em mới nhìn nên là không ai biết mã trước đâu nha chị yêu ơi. Rồi em này dành cho những chế nào 50kg đổ lại nè. 50kg đổ lại khoác kaki màu nâu tây 200k. Chốt cho em mã số 06. 200k mã số 06 nè. 200k mã số 06. 06 200k 50kg đổ lại. Con này là đẹp nhất nhối luôn á. Con này đẹp nhất nhối luôn nha. Mẫu Hàn Quốc thường xuyên mặc những cái mẫu này. Các chị mặc style Hàn Quốc là phải biết những cái con này rồi nha. Màu đen 60kg rồi ok. 06 200k nha chị ơi. 06 200k quá đẹp luôn. Hàng hiệu xịn đẹp luôn nha. Hàng hiệu xịn đẹp luôn. Quá đẹp, đẹp từ trong cái lót đẹp ra luôn á chị ơi. Rồi từ nãy giờ chưa lên màu đen không ta. 06 200k chốt cho chị Hà Tiến. 06 200k chốt cho chị Hà Tiến. Đẹp quá là đẹp luôn. Những chị nào có đơn bên em thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm nha. Để tránh trường hợp bên em gọi điện các chị không nghe máy là em sẽ xả đơn, em nhường án cho chị khác á. Nên là những chị nào thích mẫu nào thì cứ nhớ mã số inbox qua Facebook Nương Phạm cho em nha. Rồi lên một con hàng hiệu xịn đẹp nữa cho các chị nè. Quá đẹp luôn. Em này có nón nha, có nón và nón có thể tháo rời ra. Dành cho những chị nào mà 65-70kg nè, 75kg ok luôn nha. Đó, dáng dài rất là đẹp luôn. Đó, 150, 150 em này chốt em mã số 29, 150k, mã số 29 nha. Em thấy Vũ bonding nè, nhức nhối quá. Thảo My ơi chốt đơn đi nha. Rồi, Nguyễn Tam ơi chốt đơn giùm em mã số 29 em này quá đẹp luôn, mã số 29 nha. 29 dành cho những chế nào mà phải từ 70-75kg nha. Đó, lên siêu phẩm đi chị. Rồi ok, phải bán từ từ chứ mấy chị mua hết siêu phẩm rồi sao. Rồi mã số 29 em này nè. 29 em này nha, quá đẹp luôn. 29. Đây lấy cái áo rin đó. Cái áo rin áo hồng rồi đó. Lấy chỗ màu hồng. Một dài nâu tây đây. Trời ơi, nâu tây hôm nay thì quá nhiều. Nhưng mà ý là lấy những cái màu kia vô để trộn với nhau nữa. Trời ơi, con màu hồng nó đẹp á. Rồi, 29 màu đỏ.
Màu đen size to em đang mặc đây 29, màu đỏ em chốt cho Phạm Kim Ngân. Em chốt cho chị Phạm Kim Ngân ha. Thích màu hồng, em thích màu hồng nhanh lắm cơ. À cái này không phải màu đen, cái này là màu rêu tối nha chị ơi. Rất là mới, mới ken luôn. Mới ken luôn, dành cho những chế nào mà phải từ 65kg, 65-70kg nha. 65-70kg. Chốt cho em mã số 21. Mã số 21 em này nào, xe livestream đi các chế ơi, lượt view lên cao cao em mới lên siêu phẩm được chứ. Mỗi chị chia sẻ cho em lên trang cá nhân ở chế độ công khai một lần ngay bây giờ luôn, và một hội nhóm cho em nè, để lượt view lên cao cao em mới lên siêu phẩm được nha chị ơi. Mã số 21 em này luôn nha. 21 quá đẹp luôn. 21 đây. Em không dán váy hả? 21 có dán váy siêu phẩm nè gái ơi. Quá đẹp, nhức nhối quá, trời ơi má ơi. Mới ken luôn các chị ơi. Những chị nào muốn xẻ cái vạt này á thì đây, muốn xì tai mấy em ai hàng xẻ. À con này hàng hiệu nha. Con này của Tamu Sport gì đây nè. Đây, rất tiếc là không biết đọc tiếng Anh. Đọc ra tiếng Thái luôn á. Đừng để tôi đọc tiếng Anh nữa, tôi quê quá, tôi mất mặt ghê á. Trời ơi, đây. Những chị nào mà thích kiểu như mẫu Hàn Quốc thì nó sẽ không có gài hết cái nút này đâu. Nó gỡ vài cái nút ra để vạt mình đi thì nó sẽ dán, nó lên dán nó sẽ đẹp hơn. Đó, quá đẹp luôn. Free size em này nha, free size quá đẹp luôn. Màu hồng, mã số 49, mã số 49 quá đẹp luôn. Mới ken luôn nha chị yêu ơi, quá đẹp luôn. Màu hồng. Đây, mã số 49 free size. Mã số 49 free size. 49 free size, quá đẹp. Nhức nhối con tim luôn á. Sao xuyến. Mã số 49. 49. 49 150. Đây, chị nào hỏi dán váy thì cứ dán váy đây. Lên một em màu hồng của 22 Steel nha. 49 à. Chốt cho chị Hà và 49 chốt cho chị Hà và. Trời ơi, có cần phải tem mạc xịn như vậy không trời? Đây, quá đẹp luôn. Màu trắng nha chị ơi. Màu trắng quá đẹp luôn. Dành cho những chế nào mà 55kg đổ lại. 55kg đổ lại. Quá đẹp, xuất sắc. Nhức nhối luôn. Trời ơi, còn phải mới như vậy không trời. Áo rất mới nha chị ơi. 55kg đổ lại. Chốt cho em mã số 91. 55kg đổ lại mã số 91. Quá đẹp luôn. 55kg đổ lại mã số 91. Dán váy đây. 91. Bên máy các chị thì các chị sẽ thấy các chị trước, nhưng mà mạng bị chậm thì qua bên máy em thì nó sẽ là phía sau nha. Em chốt theo mấy chủ nha chị ơi. Bán cho ai cũng là bán hết, ai qua đầu tiên thì em sẽ chốt cho chị đó nha. Trời ơi, lót Burberry. Trời ơi, xịn, xịn bà cố luôn á. Chín mươi mốt em chốt cho chị bằng lăng tím. Trời ơi, chị nào, à, chị nào mới nãy hỏi áo á, dáng nam đây. Đấy, con này nam mặc cũng được nha, mà nữ mặc cũng được luôn. Free size. Free size nha, free size trên 50kg là mặc đẹp. Free size trên 50kg là mặc đẹp. Chốt cho em mã số 52. Mã số 52. Lên siêu phẩm không mấy chế ơi, em lên con siêu phẩm nha. Mã số 52 em này luôn nè. 52 quá đẹp luôn, nam nữ đều mặc được. Free size trên 50kg là mặc đẹp nha. Cái này mà nam khoảng tầm 70kg là mặc xuất sắc. Mã số 52. Ồ, này gì nó nóng. Mã số 52 nha. Vậy thì em phải nói to lên tí, cái tiếng quạt nó hơi bị ồn một tí nha chị ơi. Nóng quá, không có tiền mà mua máy lạnh đây. Rồi. Ê, trời ơi. Sướng quá. Trời ơi, xịn đẹp luôn nha chị ơi. Trời ơi, coi nè. Của Muja gì đây nè. Trời ơi, rất là xịn nha. 52 em chốt cho chị Nguyễn Lệ lúc lắc. 52 em chốt cho chị Nguyễn Lệ lúc lắc. Nhức nhối. Con này bao nhiêu đây? Con này 300k. Trời ơi, cái này em có chụp hình em đăng lên rồi đó. Các chị có thể tháo cái vạt này ra nha. Tháo cái vạt này ra thì mặt nhìn nó có vẻ là ngầu hơn. Đó, tháo cái áo nhỏ nhỏ này ra này đó, thì mặt nó ngầu hơn nha. Đẹp quá. 300k. Trời ơi, xuất sắc, nhức nhối luôn. 52kg đổ lại. 52kg đổ lại. Trời ơi, 53kg đổ lại. 53kg đổ lại. Trời ơi, nhức nhối quá mấy má ơi. Thôi rồi nương ơi, hôm nay
Trời ơi, chị Nguyễn, chị Nguyễn Tam ơi, sao vậy? Hôm nay không mẹ chậm à? Trời ơi, 300k em này nha, 52kg đổ lại, xuất sắc quá là xuất sắc luôn. Đó. Mã số 22. Mã số 22 kèm giá cho em là 300k. Trời ơi, nhức nhối con tim luôn. Đẹp sao xuyến. 300k mã số 22. Quá đẹp luôn. 22 300k chốt cho Thảo Vy. 22 300k chốt cho Thảo Vy. Quá đẹp luôn. Nhức nhối, lên siêu phẩm nữa không các chế ơi? Lên siêu phẩm nữa không? Trời ơi, một nhà siêu phẩm. Một nhà siêu phẩm màu nâu tây. Đây, lên một con siêu phẩm cho nam nè các chị ơi. Lên một con hàng hiệu cho nam nha. Của đấy nè, chị tên là Trúc ơi, chị mua cho anh xã chị tên gì gì quên rồi ta. Rồi, đây nè, hiệu Đáp nha các chị ơi. Đấy, siêu phẩm của nam. Siêu phẩm của nam nha. Áo nam rất là xuất sắc luôn. Hàng hiệu xịn đẹp luôn nha. Chuẩn tem mạc cho chị luôn. Những chị nào thích mẫu nào thì cứ inbox, nhớ mã số inbox qua Facebook Nương Phạm đi. Đó. Em này là áo nam nha, quá đẹp luôn. Áo nam hàng hiệu xịn đẹp luôn, mua cho anh xã đi các chị ơi. Áo này chắc phải nam trên 65kg là mặc đẹp. Đó, trên 65kg là mặc đẹp, quá đẹp luôn. Cái này mà chị nào mà con gái nhưng mà thích mặc form rộng á thì mặc cái này vẫn đẹp nha. Đó, nữ mà muốn mặc form rộng giống như em đây nè. Đó, thì chốt vẫn được nha. Rất là hàng sản đúng không chị? Trời ơi, áo nam áo nữ gì lên cũng đẹp chưa á. Rồi. Em này 150 nè, hàng hiệu xịn đẹp nhưng mà em bán giá trị rẻ thôi. Tại vì áo này nó cái form nam á. Rồi, mã số 23. Mã số 23 cho em nha. Từ nãy giờ em bán áo nữ nè, có một cái này là nam thôi. Mã số 23 em này luôn. Quá đẹp, xuất sắc, hàng hiệu xịn đẹp luôn nha. Mã số 23. Có 23. Mọi người thích siêu phẩm thôi là bình thường đúng không? Ừ, hình như mọi người cứ thích siêu phẩm. Siêu phẩm không ạ? Trời ơi, kiểu này chết em luôn á. 23 chốt cho chị Nguyễn Hiếu. 23 chốt cho Nguyễn Hiếu. Tôi mua cho tôi thôi. Ôi, lên một em kaki rin nha chị ơi. Lên một em kaki rin. Cái mẫu này đang rất là hot hit nè. Cái mẫu này đang rất là hot hit. Các chị chỉ cần mặc mỗi cái yếm rin này thôi ha. Mỗi cái rin này thôi. Không cần phải mặc thêm cái gì đâu ha. Em này 200k. Quá đẹp luôn. 200k em này nha chị ơi. Xuất sắc luôn. Cái này hàng hiệu xịn đẹp nên là các chị cứ yên tâm. Mặc đó là tới thiên thu, khi nào mà chán rồi thì thôi. Chứ nó không hề bị gì hết trơn á. Những cái mẫu này nè, trời ơi, hàng hiệu xịn đẹp nên là các chị cứ yên tâm mặc thiên thu luôn. Đó, mặc từ mùa trăng này qua mùa trăng khác luôn. Quá đẹp, 200k, xuất sắc luôn nha. 200k, đáng lý ra con này em bán 300 này, hôm nay được view ít quá nên là bán toàn là bị xuống giá thôi. Rồi, mã số 48 em này luôn, mã số 48 em này luôn. 48 em này 55kg đổ lại nha, 56kg mặc ok luôn. 56kg đổ lại nha. Rồi, chốt cho em mã số 48 quá đẹp, xuất sắc luôn. Rồi, mã số 48 em này luôn nè. Ê, mẹ nó bị chậm. Phạm Tú mấy giờ đâu có đơn bên mình đâu mà sao cứ bảo người ta bên cắt tiền à? Chị Phạm Tú ơi, hôm qua chị mua bên cắt tiền đúng không chị ơi? Bên cắt tiền với bên Nương Phạm không dồn nhau được nha. Rồi, kaki ring rất là đẹp luôn, hàng hiếm nè. Em khui chắc bữa giờ phải 6 kiện mới có một con này. Phải vui 6 kiện mới có một con kaki ring như thế này. Rồi mã số 48. Mã số 48. 48 56kg đổ lại 200k. Quá đẹp. Con nó không ai lấy thì em để em mặc luôn. Xuất sắc, lên một con của hiệu Ken nha chị ơi. Em thấy cao anh nha. Lên một con hiệu Ken nha chị ơi. Quá đẹp luôn. Xuất sắc. Hàng hiệu xịn đẹp luôn ha. Nhức nhối quá bà con ơi. Em này dành cho những chế nào? Em này dành cho những chế nào mà phải từ 58 đến 65kg, 58 đến 65kg, rất đẹp, màu xanh đen nha. Hàng hiệu xịn đẹp luôn. Đó, hàng hiệu xịn đẹp luôn. 58 đến 65kg mặc đẹp, mã số 44. Mã số 44 em này luôn nè. Mã số 44. 44. Mã số 44 cho em luôn nha. Mã số 44. 44 em chốt cho chị Đặng 44 Thảo. Em chốt cho chị Đặng Thảo. 44 em chốt cho chị Đặng Thảo. 44 em chốt cho chị Đặng Thảo.
ra đi xong vô lượng lại thử đi. Quá là đẹp luôn nha, con này xuất sắc luôn nè các chị yêu ơi. Con này quá xuất sắc luôn nè. Con này dành cho những chế nào mà 57kg đổ lại, 57kg đổ lại, 57kg đổ lại, con này bán rẻ 150 nè. 57kg đổ lại, mã số 99, mã số 99 em này luôn, 57kg đổ lại, 99, quá đẹp, nâu tây. Con này ở ngoài đảm bảo đẹp hơn trên like rất nhiều. Con này mặc vô là hàng xẻn cực kỳ luôn. 99, 99 em này luôn nha, quá đẹp, 99, xuất sắc luôn á. Rồi, em thấy Thanh Yến nha. Rồi, lên một con hàng hiệu xịn đẹp nữa nè, của Winby nha chị ơi. Đẹp lắm. Hiện ra nơi chị phải chốt đúng cú pháp là số điện thoại cộng mã số, em mới chốt đơn được cho chị nha. Mạng nó chậm mà từ nãy giờ mặc cái áo khác vô rồi mà comment nó còn chưa qua. Trời ơi, cái 99 nó đẹp vậy, hàng hiệu xịn đẹp vậy mà không chị nào chốt vậy. Trời ơi, của Navi á, cái trời ơi. Của em á, rất là đẹp nha chị ơi. Cái mã 99 vừa rồi nâu tay em mặc vô đó. Mã số 99 nè, mã số 99. Alo, 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 alo. Rảnh em mà gọi mà. Em ơi, mấy giờ rồi em ơi? Chị lấy cái nào chị Hiền Đoàn ơi? Cái vừa rồi màu nâu tây là mã 99 nha. Trời ơi, hôm nay lượt view ít quá. Trời ơi, like mà chán ghê luôn á. Xe livestream nhiệt tình đi nào các chị ơi. Xe livestream nhiệt tình đi, lượt view lên cao cao mới lên siêu phẩm được nha các chị ơi. Mã 99 chị Hiền Đoàn lấy. Ok chị Hiền Đoàn nha. Mạng gì mà chán chưa? Mạng mà muốn giận dỗi ghê luôn á. Hơi ghê ghê. 99 em chốt cho chị Hiền Đoàn. 99 em chốt cho chị Hiền Đoàn. Màu xanh này rất là lạ nè, dành cho những ai mà cái này nam nữ đều mặc được, 70-80kg nha, 70-80kg. Màu xanh này rất là lạ, mã số 17. Mã số 17 nè các chị ơi. Mỗi chị thả cho em cái tim coi, cho lấy tinh thần lên siêu phẩm cho các chị ơi. Mỗi chị thả cho em cái tim xem nào. Mã số 17 em này luôn nha. 17 em này dành cho những chế nào mà phải 70-80kg nha. Cái này nó có mức độ vai luôn, mặc lên bao chân xả luôn nha. Cái màu này rất là lạ nè. Rồi mã số 17 cho em luôn. Chị Hiền Đoàn lấy cái màu xanh hả? Lấy cái mã 99. Em cao 1m6. Em cao 1m6, nặng 48kg nha. Em thấy Thu Thủy Trần luôn nha. Rồi lên siêu phẩm này. À không biết Nguyễn Tam còn ở trong live không ta. Lên một cái dáng váy này gái ơi. Lên một con siêu phẩm dáng váy nha. Biết Nguyễn Tam còn ở trong này không? Lên một em siêu phẩm. Quá đẹp luôn. Dáng váy em này 300k. Hàng hiệu xịn đẹp luôn, mới ken luôn nha. Khoan, hỏi chị Hiền Đoàn là lấy cái dáng váy mã 17 này hay là cái 99? Cái 17. Rồi ok. Trời ơi, cứ chốt đi Nguyễn Thị Hồng ơi. Cứ chốt đi nha. Cái 17 vừa rồi em chốt cho Quyên, Nguyễn Quyên. 17 vừa rồi em chốt cho Nguyễn Quyên. Rồi, con này là siêu phẩm 300k dáng váy nè. Nói chị Hiền Đàn chốt đúng không pháp biết chốt được không? Thả xả cái đơn của chị Hiền Đàn đi. Mỗi lần chị lấy một cái rồi chị ơi. Lúc chị xả cái đơn của chị Hiền Đàn ra đi. Còn xả luôn rồi. Rồi em này siêu phẩm 300k dành cho những trẻ nào mà phải 55kg đổ lại nha. 55kg đổ lại, 55kg đổ lại, 300k. Dáng váy xuất sắc luôn. 300k, xả cái đơn của chị Hiền Đàn ra. 17 chốt cho chị Nguyễn Quyên. 17 chốt cho chị Nguyễn Quyên. Mã số này 300k, mã số 125. Mã số 125. Các chị yêu ơi, chốt đúng cú pháp giùm em. Số điện thoại kèm với mã số nha. Những con nào siêu phẩm có giá tiền thì các chị phải comment luôn cho em thêm giá tiền nha. Mã số 125 em này nè. 125 em này nha. 125 300k, 55kg đổ lại. Cú pháp chốt đơn là mã số cộng với số điện thoại chứ không phải. Chứ đừng có chị lấy nữa, đừng có chị lấy nữa nha. Em không chốt nữa đâu. Để em lấy đâu. Rồi. 125
125 300k dáng váy. Em chốt cho chị bằng lăng tím. 125 chốt cho chị bằng lăng tím. 125 chốt cho chị bằng lăng tím. Rồi em lên một con hàng hiệu nè của Tom Story nha. Cái này nó có lớp lót ở bên trong. Cái chị nào mà không thích cái lớp lót này thì về có thể tháo ra nha. Trời lạnh thì mình hẳn gắn vô, trời nắng thì mình tháo ra. 300k. Đấy em lên một con hàng hiệu nữa nè. Chắc hôm nay live toàn siêu phẩm chắc chị thôi, chứ lên hàng 150, hàng quá đẹp luôn rồi mà các chị cũng không chốt đơn. Buồn dễ sợ luôn á. Buồn miên man một ngày luôn á. Nên là hôm nay những chị nào mà có đơn thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em nha. Chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em, để tránh trường hợp là bên em gọi điện không nghe máy nha, em xả đơn á. Rồi, những chị nào thích mẫu nào thì cứ nhớ mã số inbox qua nha. Chị nào mà xả đơn thì em nhường áo lại giáo chị. Rồi, con này dáng ngắn nè của Tom Story. Con này 300k nha chị ơi. Con này 300k quá xuất sắc luôn. Dành cho những chế nào mà phải từ 57kg đổ lại. 57kg đổ lại, mã số 156 300k. 156 300k. 156 300k. 156 300k. Quá đẹp luôn. Xuất sắc của Tom Story nha. 57kg đổ lại. Quá đẹp, xuất sắc. 300k. Xịn đẹp luôn nè. Trời ơi, một con hàng hiệu của Tom Story, xuất sắc luôn. 156 300k chốt cho Vũ Bonding. 156 300k chốt cho Vũ Bonding. Lên siêu phẩm nữa không ta? Thôi từ từ, đưa em một cái đen đi. Từ nãy giờ chưa có một cái đen nào kìa Ly ơi. Đó, đưa cái đen đó đó. Đây, đưa mấy cái đen đây. Từ nãy giờ chưa có một cái đen nào. Đây, lên cái đen này đi. Đẹp này. Con này của Zara nè. Con này hàng của Zara nè. Xuất sắc luôn, mới can luôn nha. Mới can luôn, trời ơi. Coi nè, hàng của Ba chứ quên. Đây, xuất sắc luôn nha. Không biết các chị có nhìn thấy được cái chữ ở trên nó không. Chói quá nhỉ, không nhìn thấy được đúng không. Đây nè. Rồi, chủ động inbox địa chỉ cho em nha Vũ Bonding ơi. Đó, của Easy Ba Ba nha chị ơi. Ba da gì. Đây, xuất sắc, màu đen. Mới can luôn, đó. Rồi, quá đẹp luôn, xuất sắc. Đây, bẻ cổ ra nha, xuất sắc, đẹp quá. Con này dành cho những chế nào mà phải 58kg đổ lại nè. 58kg đổ lại, quá đẹp luôn, màu đen. 58kg đổ lại, có đai lưng luôn ha, xuất sắc. 150k, mã số 64, 150k, mã số 64 nha. Cuối cùng cũng được một cái. Rồi, có rất là nhiều chị không chốt được áo, nên là chị nào mà chốt được áo rồi thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em nha. Rồi, mã số 64 em này. Mã số 64, xuất sắc luôn. 58kg đổ lại, màu đen mới can luôn. Xuất sắc. Cảm ơn em, chốt được một cái mà cảm ơn. Trời ơi, khách mua hàng của em phải cảm ơn chứ. Rồi, mã số 64. 64, màu đen. 64 em chốt cho chị Hà Phạm. 64 em chốt cho chị Hà Phạm. Chị Misa, chị Misa này sao giống ở Duy Linh mình quá vậy ta? Chị đúng Hà Phạm có đơn chủ động inbox đi. Ơ, inbox địa chỉ cho em nha chị ơi. Ly chốt áo đọc hai lần nhé Ly nhé. Ừ. Rồi em lên một con siêu phẩm nữa đi ha. Siêu phẩm màu đỏ đi. Lên siêu phẩm màu đỏ đi. Con này bao nhiêu đây? Con này 250. Con này 250 nha. Free size trên 50kg là mặt đẹp. Free size trên 50kg là mặt đẹp. Màu đỏ. Đó, 250. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Gài dấu nút bên trong. Màu đỏ 250 free size trên 50kg là mặt đẹp. Xuất sắc, 250k. Chốt cho em mã số 159 159 nha. 159. Em xỉ nguyên kiện nha chị ơi. Dạ đúng rồi, tại vì cái nhà của em nó cách nhà của các tiên hơi xa một tí nên là không có dồn đơn được nha chị yêu ơi. Rồi, cứ bấm sẵn số điện thoại đi, em đọc mã là bấm liền nha chị ơi. Mã số 159 250. 159 250. Quá đẹp luôn. 159 250, xuất sắc, nhức nhối con tim luôn. Vũ Bonding ơi, anh inbox địa chỉ. Rồi em có chụp màn hình lại rồi. 159. Em lên màu đen chị 63kg hiền về. 159 250k chốt cho chị Thu Sương. 159 250 chốt cho chị Thu Sương. Em này của Si Lam hả? Si Lam, đúng rồi, Si Lam.
manto dáng vét rất là đẹp, con này lên khoét ngực nè, con này khoét ngực này lên. Chị nào làm giáo viên văn phòng chốt cho em cái con này đi, rất đẹp. Trời ơi, cái kiểu nó rất là đẹp. Nhưng mà chị nào phải số ký đó, phải từ 53 đến 60kg á, 53 đến 60kg. Trời má ơi, còn cái hộp quẹt ở trong này nữa. Quẹt hay giết vô. Quẹt hay giết vô nữa chứ. Em này dành cho những chế nào mà 53 đến 60kg là có vòng ngực đẹp đẹp á, là lên cái con này rất là đẹp luôn. Nó khoét ngực rất là đẹp. 53 đến 60kg nha. Quá đẹp, màu đen, đen tuyền luôn, rất là mới, mới kem luôn nha chị yêu ơi. Chốt cho em mã số 146, em này 150. 150k mã số 146, 150k mã số 146. 150k mã số 146. Có bao nhiêu người xem vậy? Trời ơi các chị ơi, xem livestream nhiệt tình lên đi nào. Lượt view ít quá em lên siêu phẩm tội nghiệp em. Trời ơi, lên một em của like nha. Trời ơi, các chị biết cái thương hiệu này chứ, phải biết chứ, Lai thương hiệu rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Rồi, em lên này, em này là màu kem nha chị ơi. Em này là màu kem á. Đẹp vậy. 150. Trời ơi, con này mà bán 150 thì tiếc quá má. 146 chốt cho Vũ Văn Đinh. 146 chốt cho Vũ Văn Đinh. Quá đẹp. Xuất sắc quá má ơi. Con này em chỉ bán cho chị nào chia sẻ livestream thôi nha. Con này em chỉ bán cho chị nào chia sẻ livestream thôi nha. Quá đẹp. Xuất sắc. Nhức nhối luôn á. Đẹp quá. Trời ơi, con này tôi muốn lên giá ghê luôn á má ơi. 53kg đổ lại, 53kg đổ lại. Đẹp quá. Của Lai nha, 53kg đổ lại. Trời ơi, nhức nhối con tim. Chốt cho em mã số 20. 53kg đổ lại, mã số 20, 150. 150k xem thử có ai chốt không. Con này mà không chốt tắt like đi ngủ. Mã số 20. Chị Hiền Đàn ơi, mẫu có đọc số ký chị nghe giùm em nha. Rồi, bỏ qua đi. Mã số 20. Mã số 20, 20, 150. Con này quá vừa xịn vừa đẹp luôn. 20 em chốt cho Mi đó. 20 em chốt cho Mi đó. Đây em lên một con siêu phẩm nữa nè. Nhức nhối. Màu tối nha, em xen kẽ màu tối màu sáng nha. Con này là của Soli Home. Con này về check mã code được luôn. Đây, xịn đẹp như thế này cơ mà. Đó, cái này là mặt trong ấy nhá. Soli Home, hàng hiệu xịn đẹp luôn. Màu xanh đen. Màu xanh đen nha. Con này em lên một con size to giá trị nè. Từ nãy giờ toàn size nhỏ nhỏ với màu sáng không ha. Lên một con màu tối nè. Hàng hiệu xịn đẹp luôn. Con này dành cho những chế nào mà 65-70kg nè. 65-70kg. Quá đẹp luôn. 65-70kg á. 65-70kg nha. Rất là đẹp, xuất sắc luôn. Hàng hiệu xịn đẹp luôn nha. Chốt cho em mã số. Con này size to quá nên là rất là ít chị size to, nên là em sẽ sell con này nha. 300 sell 150. Đó, tại vì size to quá nên ít chị mặc được. Chứ con này hàng hiệu xịn đẹp của em á. Mã số 37 em này nè. Mã số 37 em này nha. Quá đẹp luôn. Rồi, 70, 75, 65, 70kg mặc mới vừa nha, 75kg vô tư luôn á. Rồi, mã số 37 em này nha. 37. Mã số 37. 37, 150. Em lên một con của Đáp nữa nè các chị ơi. Đây, lên một con của Đét nè, mới nãy các chị dành nhau một 37, con của này. 37 em chốt cho Thu Thủy Trần. 37 em chốt cho Thu Thủy Trần. Đấy. Lên một con này nữa nè. Con này free size trên cái con này chắc nam nữ đều mặc được luôn quá. Con này như giống như áo nam vậy. Rồi, quá đẹp luôn. 65-70kg mặc vô tư luôn nha. 65-70kg mặc vô tư luôn. 60kg là mặc được rồi. Đó, xuất sắc. Chốt cho em 150, mã số 50, hàng hiệu xịn đẹp luôn. Mã số 50 cho em luôn nè. Mã số 50. Quá đẹp luôn. 50, 150. Nè, coi nè. Xuất sắc luôn nha chị ơi. Xuất sắc luôn nha. Hồi đi làm móng tay chứ móng tay cùi rẻ quá. Mã số 50. 50, xuất sắc luôn. Nản chả được cái nào chị yếu Phạm Thị ơi. Những chị nào nha, bây giờ em có một ưu tiên cho những chị chưa chốt được áo nè. Những chị nào chưa chốt được áo thì
comment sẵn cho em là số điện thoại chưa chốt được áo. Sau khi nào em đọc mã số thì các chị comment cái mã số đó luôn. Ly nhớ để ý chốt cái đó nha. Những chị nào mà chưa chốt được áo thì comment cho em là số điện thoại chưa chốt được áo kèm với mã số thì em sẽ chốt cho chị nha. Đó. Rồi những chị nào mà chưa có địa, cho em xin địa chỉ nha. Chủ động inbox, có đơn thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm Việt Nam. Trời má ơi con này đẹp phải. Chết. Từ chết cho nó tôi bị thương luôn. Con này của Thi Rinh lớp nha. Chị nào mà chưa có đơn thì comment theo cái cú nhà em. Em comment cho em là số điện thoại 50 chốt cho Nguyễn Dầu. 50 chốt cho Nguyễn Dầu. Nè. Chị nào mà chưa chốt được áo thì comment cho em là số điện thoại chưa chốt được áo kèm với mã số mà mình chọn nha. Kèm với mã số mà mình chọn nha các chị ơi. Ví dụ như con này nè, ví dụ như con này thì ai muốn lấy con này mà chưa chốt được áo thì comment cho em đó là số điện thoại chưa chốt được áo kèm với mã số 46 em này free size. Free size trên 50kg là mặc đẹp nha. Free size trên 50kg là mặc đẹp. Con này em bán rẻ 150 nè. Rồi mã số 46. Không, con này không bán 150 được. Con này quá đẹp. Con này em bán 200 nha chị ơi. Con này em bán 200 nha. Con này rất là đẹp luôn. 46 200 nha. 46 200 nha. 46 200. Chị nào mà chưa chốt được áo thì comment cho em là số điện thoại chưa chốt được áo kèm với 46 200. Từ từ hẳn chốt con này nha. 46 200 kèm giá cho em nha. Con này free size. Con này đáng ra phải bán 300 mới đúng. Ít người xem quá là em bán không có được giá một tí nào hết. Con nào em cũng phải giảm đi cả 100.000 hết. Từ từ để comment nổi lên nữa. Con đó free size nha. Cái mã mình 46 200 nè. Ừ. Nhiều lắm. Rồi, chưa chốt được lắm nha. Nè, những chị nào mà chưa chốt được áo thì comment đi. Em đợi comment nó nổi lên hết rồi em mới chốt cái 46 đó. Rồi, lên một con hàng hiệu nha. Hàng hiệu màu đen xịn đẹp. Con này mới 99.99% nè. Nè, rồi, em này của Bendo nha chị ơi. Con này là áo nam hay sao á. Rất là to. Rồi, con này hàng hiệu xịn đẹp nha. Quá đẹp luôn. Chị nào mà chưa chốt được áo thì kèm cho em là 46. Chưa chốt được áo 200 kèm số điện thoại cho em nè. Kèm số điện thoại cho em. Cái con đó từ từ hàng chốt. Rồi lên một con hàng hiệu nè. Con này màu đen nha, mới ken luôn. Con này 200k. Con này đáng ra phải bán 400 đó. Mới ken à. Đó, con này hả? Con này bán phải bán 400 á. Mà ít người xem quá em bán 200 nè. Đó, mới ken luôn. Rồi 46 em chốt cho chị. 46 em chốt cho chị Cao Anh. Cho chị Cao Anh. Chị Cao Anh ngay bây giờ comment cho em địa chỉ luôn đi chị ơi. Chị Cao Anh. Đó em đợi comment cuối cùng luôn rồi em mới chốt áo đó. Dành cho những chị nào mà từ nãy giờ chưa chốt được áo đó. Trời ơi từ nãy giờ qua lâu lắm rồi nè. Rồi con này là màu đen nha. Con này 400 nè. Hàng hiệu xịn đẹp mới 99% luôn. Mới không tì vết nào hết luôn á. 400 này em bán 200 á. Dành cho những chế nào mà 60kg. Phải 60-65kg. 60-65kg, 58kg mặc cũng ok. Từ 58-65kg. 58-65kg. Chốt cho em 33-200. Chốt cho em 33-200. Chốt cho em 33-200 nha. Những chị nào mà có đơn trên 300.000 chuyển khoản thì em free ship nha. Những chị nào có đơn trên 300.000 thì chuyển khoản em free ship. Rồi còn không thì em ship có hết nha. Rồi. Rồi ok chị Cao Anh. Chị Cao Anh là cái comment cuối cùng của cái 46 luôn á. Nhưng mà em chốt cho chị đó. Rồi mã số 33 em này. Mã số 33-200. Con này quá đẹp luôn. Hàng hiệu xịn đẹp của em luôn á. Nè nè, quá đẹp luôn. Hàng hiệu xịn đẹp luôn. Mới ken luôn, không một tì vết nào hết luôn nha. 33-200. Nhớ ghi giá nha Ly ơi. Con này. Rồi. Xuất sắc. Đẹp 33-200 chốt cho Nguyễn Dầu. 33-200 chốt cho Nguyễn Dầu. Lót búp bê rì luôn mới ghê chứ. Xịn đẹp quá. Con này ở ngoài đảm bảo đẹp.
đẹp hơn trên live chắc chắn luôn. Mọi người cứ sợ mua áo bên em rồi về nó sẽ không đẹp giống như trên live, nhưng mà em cam kết với mọi người là nó sẽ đẹp hơn trên live chắc chắn luôn. Tại vì cái điện thoại của em nó quá cùi bắp. Em này free size, em này free size nha. Em này 48kg, em này là dạng như khoác form rộng á, khoác dáng Hàn Quốc này, những nữ mẫu Hàn Quốc chốt nè. Nè, chị nào mà chị nào chưa chốt được áo thì nhớ cái cú pháp nha. Số điện thoại kèm với chưa chốt được áo kèm với mã số. Em này free size, bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết, 48 mặc cũng được, 58kg mặc cũng được, 65kg mặc cũng được luôn nha. Rồi, mã số 41, em này 200k nha. 41, em này 200k. 41 200k. 41 200k, quá đẹp luôn, xuất sắc. Đẹp nhức nhối con tim luôn. Lót Burberry luôn. Xịn đẹp chưa? Đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, 41 200k free size. Quá đẹp. Ai thích lên nâu tay thì em lên. Trời ơi, riêng cái gì chứ nâu tay nhà em không thiếu. Em khui 6 kiện để em lựa ra một dàn nâu tay luôn. 41 200 chốt cho Cao Anh. 41 200 chốt cho Cao Anh. Những chị nào thích mẫu nào thì cứ nhớ mã số, inbox qua Facebook Nương Phạm. Chị nào mà không chốt đơn xả áo thì em sẽ nhường áo lại cho chị. Chị Cao Anh chốt được 2 cái trường hợp này. Nè, con này đẹp quá. Trời má ơi, con này đẹp. Nè, từ nãy giờ chưa, chị nào chưa chốt được áo không? Số tài khoản nằm ở trên ảnh bìa Facebook Nương Phạm nha. Số tài khoản nằm ở trên ảnh bìa Facebook Nương Phạm. Và nhớ khi mình chuyển khoản thì nhớ ghi nội dung là tên Facebook của mình nha. Con này 200 nè, sale cho chị 150 nè. Còn dành cho những chị nào mà phải từ 58 đến 65kg, 58-65kg, nhưng mà những chị nào có dáng người nhỏ nhỏ giống em, muốn mặc form rộng thì vẫn chốt được nha. Mã số 98. Mã số 98 em này 150. 98-150. 98-150. 98-150. Quá đẹp luôn. Ê, còn một hồng. Ê, con này đẹp nè. Rồi. Chết, hồng bách teo. Free size. Trời ơi, đẹp nhức nhối luôn nha. Free size. Trời ơi, màu hồng. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Rồi, em này 150k free size, mã số 133, mã số 133. 98 chốt cho Nguyễn Trâm, 98 chốt cho Nguyễn Trâm. Rồi các chị ơi, những chị nào mà có đơn bên em chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em nha, để tránh trường hợp nhân viên bên em gọi điện không nghe máy thì bên em xả đơn rất là tiếc. Nên là các chị ơi, chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em nha. Rồi, mã số 133 em này free size. 133 em này free size, quá đẹp luôn, màu hồng, xuất sắc luôn. Đáng ra con này phải bán 200 á. Trời ơi, hôm nay em thề luôn à, áo mỗi cái áo em đều phải giảm hết 150, mà trong khi đó áo này em đã giặt hết mỗi cái hết 15.000 rồi đó các chị ạ. Cái áo này không phải là giặt tính ký giống như đồ của mình đâu. Em đem ra tiệm giặt hết nó tính cái chứ nó không có tính ký giống như mình giặt đồ mặc của mình. Đó, mỗi cái hết 15.000 rồi đó. Trời ơi, lượt view ít quá là em rất là đau lòng. Nên là các chị ơi, phải share livestream nhiệt tình lên cho em nè. Rồi, 33 em chốt cho chị Hương Phạm. 133 em chốt cho chị Hương Phạm. Chị Hương Phạm nè. Trời ơi, mạng hôm nay chậm rồi chị ơi. Chị Hương Phạm với chị Hà Phạm nè. Hôm nay hai chị khách quen của em nè. Mà sao hôm nay ấy dữ vậy? Rồi. Rồi, em này là của APHR gì đây? Trời ơi, cái áo này về check mặt cót ra luôn nha chị ơi. Em này về check mặt cót ra luôn nha. Áo rất là xuất sắc, hàng hiệu xịn đẹp luôn, có túi trong luôn ha. Cái này giống áo nam vậy ta. Áo nam hay áo nữ nhờ? Áo nữ nhưng mà có túi trong luôn nha chị ơi. Rồi. Ôi ơi, con này bán rẻ cho chị nè. Cho em hỏi người về chị mua ở đâu là nơi hỏi gì nữa. Chị mua bốt ở đâu hả? Chị nào muốn hỏi bốt thì inbox cho em nha. Rồi, em này dành cho những chế nào mà phải từ 53 đến 60kg. 53 đến 60kg, hàng hiệu xịn đẹp luôn, 150. Mã số 51. Mã số 51. Thôi bây giờ siêu phẩm em lên hết 150 luôn, cho các chị nè. Ghét rồi, bực rồi.
150 này bán cho lẹ nè. Mã số 51. 51 em này nha. 51 em này nha. Rồi ok, ship của chị Hương Phạm là 35.000 ha. Rồi mã số 51. Mã số 51 em này luôn. 51 150. 53 đến 60 kg là mặt đẹp. 51 150. Rồi ok, em cảm ơn chị May May ha. 51 chốt cho Nguyễn Hiếu. Thôi 51, 51 em chốt cho chị Thủy Đỗ. 51 em chốt cho chị Thủy Đỗ. Từ nãy giờ chưa chốt được áo nè. 51 em chốt cho chị Thủy Đỗ. Bây giờ siêu phẩm em bán luôn 150 nè. Bực rồi. Chốt lâu quá các chị không chịu chốt áo gì hết. Bực ghê luôn. 51 chốt cho chị Thủy Đỗ. 51 chốt cho chị Thủy Đỗ. Một em khoác dạng như khoác Canigan nha chị ơi. Dạng như khoác Canigan nha. Nó như những lần trước rất là đẹp luôn. Đó, xuất sắc luôn ha. Free size. Free size 150 chốt cho em mã số 74. Free size mã số 74. Free size mã số 74. Màu ở ngoài nó sẽ đậm hơn trên like một tí nha. Trời ơi, chắc để em nghiên cứu lại cái màu áo nha. Màu trong cái đèn ở trong phòng em. Rồi mã số 74 em này nè. Hay là lắp thêm một cái đèn vàng nha. Đèn vàng nó ảo đi chứ sao. Không thật nó. Mã số 74. Những chị nào mà chưa chốt được áo thì comment cho em số điện thoại chưa chốt được áo kèm với mã số nha. Đó, em sẽ nhường cho chị. Để hôm nay chị nào cũng có đơn hết. Bởi vì áo hôm nay em đã bán siêu phẩm, em bán giá quá rẻ rồi. Nên là chị nào yên tâm, chị nào cũng có đơn hết đó. Rồi mã số 74, chỉ cần các chị thương em chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em là được rồi. Tránh xả đơn bom hàng là được. Em yêu các chị rất là nhiều luôn. Rồi mã số 74 em này. 74 em chốt cho chị Trang Thu. 74 em chốt cho chị Trang Thu. Rồi em lên siêu phẩm 300.000 mà em bán luôn 150 nè. Bán cầm lẹ nè. Để các chị còn đi nấu cơm nữa. Rồi lên một con dáng ngắn luôn nha. Lên một con dáng ngắn nè. Xuất sắc. Con này hiệu gì đây? Con này hiệu gì đây? Con này của gì đây? Của Doso. Doso nha chị ơi. Đây. Rồi chị May May ơi, chốt đơn đi, áo hôm nay rất là đẹp nè các chị ơi. Rồi. Lỡ miệng nói với 150 rồi, chứ không được đẹp. Thôi, bán đi. Em lỡ miệng nói 150 rồi, bây giờ em bán 150 thì em tiếc quá. Rồi. Em này dành cho những chế nào mà 58kg đổ lại rất là mới luôn. Trời ơi, xuất sắc. Màu xanh đen nha, màu tối nè, màu này rất là tối nhưng mà màu này em này còn rất là mới luôn nha. Những chị nào có đơn chủ động inbox địa chỉ giùm em nha. Em này mã số 90, 58kg đổ lại, mã số 90 quá đẹp luôn. 300.000 mà bán 150 thì tiếc quá. Nè, hàng hiệu xịn đẹp luôn nha, của Blue Label nha chị ơi. Xuất sắc luôn nha. Xuất sắc luôn, của Blue Label quá đẹp luôn. Trời ơi, bán 150 xong rồi bây giờ lòng đau như cắt. Con này nha, dành cho chị nè, share livestream thôi nha. Chốt cho chị nè, share livestream thôi. Nãy giờ chị nào chưa chốt được thì chốt đúng cú pháp đi để chốt cho. Từ nãy giờ chị nào chưa chốt được áo thì comment cho em số điện thoại chưa chốt được áo kèm với mã số nha. Blue Label, trời ơi, con này bán xong tiếc quá đi ơi. Cái miệng hại cái thân rồi. Thôi bán cho lẹ nè. Kỳ ghê á, các chị thương em đi nha. Trời ơi, 90. Từ nãy giờ chưa có ai, chưa có đơn nè. Chưa có đơn nè. Trời ơi, các chị không chốt áo làm sao em ra nhanh được. Em cũng muốn chốt cho nhanh lắm chứ bộ. Rồi, 90 em chốt cho chị Hà Phạm. 90 em chốt cho chị Hà Phạm. Những chị nào thích mẫu nào thì cứ nhớ mã số inbox qua Facebook Nương Phạm là cái mã đó em ơi. Còn không, những chị đó mà không chốt áo thì sẽ nhường áo lại cho chị. Nên là cứ yên tâm nha. Rồi. Em này của Maru nha chị ơi. Em này của Maru bán không bao giờ dưới mà 200.000 đâu. Đó mà hôm nay em bán 150 luôn nè. Của Maru đó, quá đẹp, màu đen. 90 chốt cho chị Hà Phạm. 90 chốt cho chị Hà Phạm. Đây, một em hàng hiệu xịn đẹp của Maru. 58kg đổ lại là mặt đẹp. 58kg đổ lại là mặt đẹp. Màu đen mới can luôn. Của Maru, xuất sắc chưa? Đó, của Maru nha chị ơi. Quá đẹp luôn. Đó, hàng Maru này lúc nào cũng bán 250, 300.000. Hôm nay bán 150. Dễ điên không? Mã số 122. Mã số 122.
Mã số 122, trời em qua một cái áo khác rồi mà bây giờ chị Loan Phượng chị mới comment, chị Lý Tương mới comment. À, gia lộn bữa sau em like nha. Mã số 122, các chị thấy cái clip mà em khui kiện gia lộn chưa? Nhức nách luôn á. Mã số 122 cho em nè. 122 quá đẹp luôn. 122. Trời ơi, hôm nay like gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà. Nhìn áo kìa. Buồn rười rười luôn á. Lên một con rêu nè. Trời ơi, em lỡ nói 150 rồi chứ giờ em ơi. 122 chốt cho Loan Phương. 122 chốt cho Loan Phương. Trời ơi, em lỡ miệng em nói bán siêu phẩm còn 150 rồi chứ giờ áo đẹp quá à. Chị nào mà thương em á thì chuyển thêm tiền cho em cũng được nha, chứ tội em. Trời ơi, toàn áo đẹp không à. Mà lỡ miệng nói 150 rồi. Đi quá, biết chạy nước mắt luôn lắm ơi. Đau lòng quá, sao hôm nay ít người coi dữ người ta. Các chị ơi, xe livestream nhiệt tình đi, tội em. 52kg độ lại mặt đẹp, 52kg độ lại mặt đẹp. Trời ơi, có ai đời mà bán cái này 150 không giờ. Chắc dân tình bán đồ si, tới hồi nó xuống nó chém em chết quá. Phá giá quá. Trời ơi, đau lòng quá. Rồi. Em này dành cho những chế nào? Trời ơi. Con này chị nào có trả thêm tiền cho em không thì em bán con này nha, chứ bán 150 em tiếp quá, em không muốn bán luôn á. 52kg đổ lại trước cái mã số 188, 52kg đổ lại mã số 188. 150 đành đoạn thiệt chứ. 188, 52kg đổ lại. Bây giờ nó còn lọt đâu mãi một tuần đi. Mạng chọc vậy luôn đó hả? Ừ. 188 em chốt cho Thảo My. 188 em chốt cho Thảo My. Con này màu đen nha chị ơi, con này màu đen quá đẹp. Màu đen quá đẹp. Trời ơi. 58kg đổ lại, 58kg đổ lại. 58kg đổ lại, xuất sắc luôn. 58kg đổ lại, trời ơi. Nguyên giá quá á. Bán phải chết luôn á. Không đủ tiền giặt hấp á các chị à. Mỗi con em đều giặt hấp sạch sẽ. Thơm ơi là thơm luôn á. Rồi, con này chốt cho em mã số 15, mã số 15. Trời ơi, các chị còn trả cái con 188 nó 200 ngàn nữa kìa. Em bán em thề luôn, bán 150 em tiếc lắm á các chị à. Em lỡ miệng em nói 300 em bán 150 rồi đó. Trả đủ tiền xe, trả đủ tiền vận chuyển. 188 quá đẹp luôn. Trả đủ tiền giặt hấp nữa. Mã số 188 cho em này. Á lộn, mã số 15 chứ quên, mã số 15. Mã số 15. Mã số 15. Có ai đi cho được áo không? Em này của mắc mắc nè, size F nè. 188, 15 em chốt cho chị bằng 5 tiếng. 15 em chốt cho chị bằng 5 tiếng. Đó, mình nói bé 150 rồi chứ tiếc. Từ nãy giờ tiếc hùi hùi luôn á, mấy má ơi. Thương em nha, chủ động em báo địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em nha chị ơi. Xe live stream nhiệt tình lên nào. Rồi em này free size nè. Free size chốt cho em mã số 162. Free size chốt cho em mã số 162 em này luôn nè. Free size mã số 162. Free size chốt cho em mã số 162 nha. Trời ơi các chị ơi, nhớ theo dõi Facebook Nương Phạm nha chị ơi. À, để mình tương tác với nhau nhiều lên nè. Nhớ theo dõi Facebook Nương Phạm nha. Rồi mã số 162 em này luôn. 162 em này. Em chào chị Quỳnh ta luôn ha. Mã số 162 free size. Ê đây, nâu tây thì xin khỏi phải nói, nâu tây rất là nhiều luôn. Chị Misa Nguyễn Thị, chị ở đâu vậy ta? Chị Misa Nguyễn Thị ơi, chị ở đâu vậy? Mã số 162 em này. Quá đẹp. Trời, lên một của Checo nha. Checo. Trời ơi, nhìn cái tem mát mà thấy xịn chưa? Áo si thôi mà, có cần phải xịn gì không? Rồi, em này dành cho những chế nào mà 55-60kg nè. 55-60kg nha. 55-60kg cho em mã số 31. 31, em thấy chị Hoa Hoa nha.
Mã số 31 em này luôn. 31. Rất là xuất sắc. 31. 162 em chốt cho Nguyễn Thị Hồng. 162 em chốt cho Nguyễn Thị Hồng. Các chị ơi, những chị nào mà thích mẫu nào thì cứ nhớ mã số xong rồi inbox qua Facebook Nương Phạm nha. Chị nào mà không nghe máy, không cho địa chỉ, xả đơn thì em sẽ nhường áo lại cho các chị nha. Bởi vì có rất là nhiều chị chưa mua được áo mà. Nên là thích mẫu nào thì cứ nhớ mã số inbox qua Facebook Nương Phạm cho em nha. Mã số 31 em này luôn, 55-60kg. Trời ơi, em này của Tóc Gơ nè. Từ nãy giờ mới thấy cái hiệu nè ta ơi. Tóc Gơ nè. Trời ơi, trốn đi đâu mà kỹ dữ. Tóc Gơ, quá đẹp luôn. Xuất sắc. Cái nút thôi mà nó cũng đẹp nữa. Quá đẹp luôn. Free size. Free size. Tóc Gơ, free size luôn. Quá đẹp, xuất sắc. Nhức nhối con tim. Số tài khoản nằm ở trên ảnh bìa Facebook Nương Phạm. Và khi chuyển khoản các chị nhớ ghi nội dung là tên Facebook của mình nha các chị ơi. Đơn trên 300k thì chuyển khoản em free ship. Rồi, quá đẹp luôn. Free size chốt cho em ạ. Số 114. Free size chốt cho em ạ. Số 114. 114 em này, free size. Lấy áo ở đâu đó? 150 nha chị ơi, em có ghi mà dưới á, áo siêu phẩm 49.000, áo này mà em bán 49.000 em bán nhà luôn á. Rồi, đầu livestream em mới bán áo 49.000 thôi nha. Rồi ok, em cảm ơn chị Nguyễn Thị Hồng, mã số 114 em này ha. 114 free size. Quá đẹp luôn. Của Tóc Gơ, hàng hiệu xinh đẹp luôn. Lấy hết hai xà đó chưa Ly ơi? Thôi đừng lấy trong góc này. Lấy ở ngoài này. Rồi lấy rồi. Đây chốt áo nè. Chốt từ này. Ây da. Tại vì hôm nay không có người lấy áo, không có người mặc áo cho em nên là em phải like chậm. 1, 1, 4. Đây. Một một bốn em chốt cho chị Thu Sương. Một một bốn em chốt cho chị Thu Sương. Cái áo thì dài sao ta? À đây. Dài gì mà rắc rối vậy trời. Cứ thong thả thong thả. Được ghê á. Biết cài cái nút ở bên trong á, em gà khó quá. Em này dành cho những chế nào phải từ 53 đến 60 kg. 53 đến 60 kg này dáng váy ha các chị ơi. Về thắt cho em một cái đai lưng ở đây nữa. Đó, rất là đẹp luôn. Thôi về thắt cho em một cái bé ở đó nữa nha. Rồi 53 đến 60 kg. Chốt cho em số 140. Mà số 140. 140 nha. 140 em này luôn nè. 140. 140. 140. Dáng váy nếu mà muốn mặc ôm vô á thì thắt cho em một cái bé, còn không thì khoác như thế này thôi. 53 đến 60 kg, màu vàng, mã số 140. Trời ơi, giờ còn đâu ra mã 1.8 nữa. Mạng quá chậm luôn á, bây giờ mới 1.8. Chết. Vũ Bonding ơi, đi ra ngoài xong vô lại like nha. Mạng đang bị chậm rồi kìa. Rồi, quá đẹp luôn. Màu xanh đen ha, xuất sắc. Nhức nhớ con tim của cái gì đây. Rất là mới, em này mới nè các chị ơi. Dành cho những chị nào mà phải từ 52 đến 58 kg. 52 đến 58 kg. 52 đến 58 kg. Chứ cho em mã số 112. Mã số 112. Chị Đoàn Trâm ơi, chị cứ comment cho em là số điện thoại chưa chốt được áo kèm với mã số thôi. Mã số 112 em này luôn. 112. 112 em này. Xuất sắc. Quá đẹp luôn. Xuất sắc, xuất sắc. Mã số 112. 52 đến 58 kg. Lên con siêu phẩm đi hả? Lên con siêu phẩm đi ha. Đây, lên con này đi. Lên siêu phẩm. Các chị ơi, các chị muốn lên siêu phẩm màu tối hay màu sáng đây? Muốn lên siêu phẩm màu tối hay màu sáng, em lên con siêu phẩm nha chị nè. Lên siêu phẩm là siêu phẩm xuất sắc luôn á chị à. Rồi,
em này free size dành cho những chế nào mà trên 50kg. Free size trên 50kg nha. Free size trên 50kg cho các em mã số 16. Mã số 16. Mạng chậm kinh khủng luôn á. Để tới hồi em kêu ấy xuống đổi lại ráp lại. 112 chốt cho chị bằng lăng tím. 112 chốt cho chị bằng lăng tím. Mã số 16 em này luôn nha chị ơi. 16 free size. Ở ngoài thì cái màu nó sẽ đậm hơn ở trên lam một tí nha. Cái màu này ở ngoài nó đậm hơn trên lam một tí. Free size. Mã số 16. Free size mã số 16. Màu nâu tây nha, em lên siêu phẩm nha. Con này nhiêu đây? Em lên một con siêu phẩm. Con này của Na. Thôi đừng bắt em đọc tiếng Anh, em không đọc đâu, ngu lắm. Rồi, cái gì của Nana nha. Nana Paris. Đó, rất là đẹp, xuất sắc luôn nha chị ơi. Đó, có nút sơ cua cho mình luôn. Đó, quá đẹp luôn, hàng chuẩn, hàng xịn đẹp luôn nha. Con này 350k. Con này 350k. Quá đẹp luôn. 350k dành cho những chế nào mà phải từ 58kg đổ lại. 58kg đổ lại. Quá đẹp luôn. 16 chốt cho Nguyễn Thị Hồng. 16 chốt cho Nguyễn Thị Hồng. 350k. Quá đẹp luôn. 58kg đổ lại. 350k. Chốt cho em mã số 66. Mã số 66. Quá đẹp luôn. Mã số 66. 350k. Xuất sắc, nhức nhối luôn. Nhức nhối luôn nha. Quá đẹp luôn. Xuất sắc. 350k. Mã số 66. Đẹp nhức nhối quá. 66 chốt cho chị Thu Sương. 66 chốt cho chị Thu Sương. Từ từ những con siêu phẩm này từ từ chốt kia. Được không? Ừ. Quá là đẹp. Hay lên siêu phẩm nữa nhỉ? Em còn nhiều siêu phẩm lắm. Siêu phẩm mà gọi là xuất sắc, gọi là hàng đỉnh của đỉnh luôn á các chị ạ. Đây, lên một con của Olivia nha. Rồi, lâu lâu lên một con hàng đỉnh thôi. Đó, còn lại siêu phẩm thì cũng rất là nhiều luôn nha. Có người trả 350. Ê, cái con đó 350 mà. Ừ, 350. Cái con vừa rồi là 350 đó nha. Cái con 66 đó là 350 đó, chứ không phải là 300 đâu nha. Đáng lý ra là con đó phải 400.000. Con này của Olivia nha chị yêu ơi. Con này Olivia nè. Con này em cũng bán cho các chị 150 luôn nè. Hôm nay lai lẹ đi chứ. Đó quá rồi. Về còn cơm nước còn cho các chị con cái nữa. Rồi, em này 57kg đổ lại. 57kg đổ lại của Oli nha. Đó, 57kg độ lại của Oli nè. Xuất sắc luôn, lê bao sang luôn. Mã số 107. Mã số 107, 150. 107, 150 nha. 107, 150. Trời ơi, lê siêu phẩm hoài dạy. Lượt view ít quá, lê siêu phẩm đâu có được đâu á chị. Đó, lượt view bao nhiêu á Ly? Lượt view như vậy? Có 5 mấy người con. Có 5 mấy người con, đâu có lên siêu phẩm được đâu á chị ơi. Mở cửa, cửa, cửa. Chị Hai xuống, chị Cát Tiên xuống. Mã số 107 em này. 107, 150. 107, 150. 107 em chốt cho chị Linh Trang. 107 em chốt cho chị Linh Trang. Hay mến. Chị Cát Tiên chào Đây, con này mới ken luôn nè các chị ơi. Con này mới ken luôn nha. Dáng măng tô phong xuông nè. Măng tô phong xuông rất là hiếm nè các chị ơi. Mà con này là mới xuất sắc luôn ha. Chị nè làm giáo viên văn phòng nè. Đó, rất là thích hợp luôn. Đó, xuất sắc luôn nha. Phong xuông này, măng tô phong xuông. Quá đẹp luôn. 150k cho em mã số 139. 150k cho em mã số 139. 139, quá đẹp luôn, mới ken luôn. Cái con này đảm bảo ở ngoài sẽ đẹp hơn trên line nha. Chị đi sao chị biết nữa, 139. Những chị nào có đơn thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em nha chị ơi. Những chị nào có đơn chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em nha.
Đây em lên một con hàng của Oli nữa nè. Con này Oli màu tối nha chị ơi. Đây. Hàng của Oliver nè. Hàng của Oliver thì các chị cứ yên tâm, mặc thiên thu luôn, không lo một cái gì hết. Con này mới can luôn nè. Nè, tem mạc thôi. Hàng si mà nó mới cỡ này á chị ạ. Cái này có những con là em về em đã giặt hết cho chị xử lý sạch sẽ luôn rồi nha. Chưa. Đây hàng của Oli quá đẹp luôn nè các chị yêu ơi. Xuất sắc luôn ha. Rồi em này dành cho những chế nào mà phải từ 57kg đổ lại. 57kg đổ lại mã số 158. 158 57kg đổ lại. Nhiều đây người mà chưa mua được. Có năm mấy người coi à mà có những chị còn chưa mua được nữa. Cố lên chị ơi. Bây giờ lượt view nó xuống rồi nè. Mới nãy có 8 mấy người coi thì còn đông đông chứ bây giờ ít người rồi nè. Các chị chốt gắn chốt nha. 139 chốt cho chị Thu Sương. 158. Chốt cho chị Thu Sương. 158 cho em nha. 158. 158 quá đẹp luôn. 139 em chốt cho chị Thu Sương. 139 em chốt cho chị Thu Sương. Ly đặt chốt đặt to lên đi ơi. Đây, con này đẹp nè các chị yêu ơi. Nhức nhối nè. Hàng này của Xiên. 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 Rồi, quá đẹp luôn. Dành cho những chị nào mà phải từ 53 đến lại 53 đến 60kg nha. 53 đến 60kg là mặc đẹp con này. 53 đến 60kg là mặc đẹp em này, xuất sắc luôn. Hả? Chốt cho em mã số 57, chốt cho em mã số 57. Mã số 57 nha. Mã số 57. Mã số 57 quá đẹp luôn, 150. 57. 57. Ủa em đặt số ký chưa ta? Hình như chưa đặt số ký đúng không? Em này từ 53 đến 60kg, 53 đến 60kg. 53 đến 60kg, mã số 57. 57 em chốt cho chị Mây Mây. 57 em chốt cho chị Mây Mây. Con này đẹp nè. Chị Cát Tiên chỉ vừa lựa con này nè. Đây con này sao hiệu gì đây. Đây, 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 đây em ơi. Con này bán chắc trời ơi muốn bán ba xị ghê luôn á. Nè con này đáng lý ra em bán 300 nhưng mà nó bị dính hình như dính cà phê hay sao á, cái gì về giặt giùm em nhé. Con này em bán 150 nè hả, xe giá trị gần 150 nha. Rồi quá đẹp luôn, xuất sắc nha. Nó bị hơi một cái vế này, về tẩy ra giùm em nhé. Rồi em này dành cho những chế nào từ 50 đến 58kg, 50 đến 58kg, 150 cho em mã số 115 nè. Thôi sale con này đấy ra, con này bán 300 á. Rồi về giặt cho em nha chị ơi. 150 mã số 115. 150 mã số 115. 115 em này nè. 115 58kg độ lại. Lên một con màu đỏ nè. Đỏ đô. Con này ở ngoài đỏ nó ở ngoài nó đỏ hơn ở trên like nha chị ơi. Rất đẹp luôn, xuất sắc luôn. Dành cho những chế nào mà 57kg độ lại, 57kg độ lại. Còn những chị nào mà dáng người từ 50 hay là nhỏ nhỏ người giống như em nè thì khoác form rộng nha các chị yêu ơi. Chốt cho em mã số 69. Mã số 69 con này mới can luôn, mới không một tì vết nào luôn á chị ạ. Mới can luôn á. Mã số 69. Mã số 69 em này luôn nha. Mã số 69. Rồi em cảm ơn chị Ly Phạm nha. Rồi mã số 69 cho em luôn nha. Mã số 69 quá đẹp luôn. Đây, lên một con xịn đẹp, con này mới kem luôn nè. Mới không một tì vết nào hết nha. Màu đen này, dành cho những chế nào. Cái này free size trên 50kg là mặc đẹp. Free size trên 50kg là mặc đẹp nha. Mình chào bạn nha, bạn Hà ơi.
Bạn né ra cho mình đi, bạn đừng vô đây làm mình tù cảm xúc nữa, bạn đi ra đi. Rồi em này, free size mã số 40, free size mã số 40 mới can luôn. Mã số 40 mới can luôn. Cái này là tôi nghi là không chốt đơn để chờ siêu phẩm này tôi chắc luôn á. Lên thì lên, làm căng vậy. Rồi lên một em siêu phẩm của Dóc nha. Đó, em biết là các chị không chốt đơn để chờ em lên siêu phẩm đúng không? Các chị thắng rồi. Em xin giấu siêu phẩm mà giấu không được luôn á. Trời, live stream mà muốn từ một áo ngực luôn đấy chứ. Rồi lên luôn em ơi. Em này là của Dóc nha các chị ơi. Em lên siêu phẩm cho các chị nha, chứ để các chị không chốt đơn em buồn quá. Ơi siêu phẩm em này nhiêu đây? À, đẹp quá, giờ sao ta, con này mới bán bao nhiêu luôn á các chị ơi. Của Dóc nha, trời ơi Hà ơi xe đi chứ hôm nay trời ơi lượt xem ít quá, bán mất giá nè. À, con này bán nhiêu ta, suy nghĩ thử con này bán nhiêu ta. Con này giặt hấp thơm tho rồi nè, con này là em giặt hấp sạch sẽ thơm tho hết rồi nè. Ly ơi, gài cái đai tay của em. Con này bán nhiều đây các cha ơi. Đẹp quá, đẹp quá em ơi. Em ơi em đẹp quá, em đẹp quá đi thôi. Em này dành cho những chế nào phải từ con này bao nhiêu ký mặc dù 56 kg, 57 kg đổ lại thôi. 57 kg đổ lại nha. Chưa lỡ nó nằm luôn. Cái gì? Rồi đợi tí nha chị ơi. Rồi em này quá đẹp luôn. Con này bán bao nhiêu đây cho vừa rồi. Đấy. Thôi con này bán rẻ rẻ thôi. Dóc quá đẹp, 300k. Con này em không bớt được cho chế, em bớt nữa em bán nhà em chết luôn đó. Mới khai trương ra ngoài này mà bữa giờ bán hàng tay bán hàng rẻ. 300k. Ly nhớ ghi giá nha Ly ơi. 300k. Chốt cho em mã số 129. Mã số 129. 300k mã số 129 mới keng luôn. Mã số 129 hình như mình ra đây mình hơi nhoi nha. Mình ra cho chị Tiên mình đâu có nhoi như vậy đâu. Mã số 129, 57 kg đổ lại 300k. Quá đẹp, quá mới, quá xuất sắc. 300k. Lẹ lẹ mấy chế ơi. Lại hồn. Cái gì vậy? 300k mà số 129 quá đẹp luôn. 300k 129. Đây, đây để em đặt chốt coi. 300k 129. Thích siêu phẩm thôi. Ừ, thích siêu phẩm không à. 350k cũng rất đẹp mà. Ờ, 150 hàng cũng rất là đẹp mà không hiểu sao các chị không thích mua. Hàng 150 xuất sắc lắm chứ bộ. 150 nó xuất sắc chỉ là nó không phải là hàng hãng như là nó không phải là hàng hàng hiệu thôi chứ nó cũng rất là xuất sắc mà. Hai ơi lại đặt chốt cho em con này đi. Con này nè, 300k nè, 129 300k. Lại đặt chốt cho em con này đi để chị Tiên đặt chốt xem thử nó có đổi phong thủy được hơn không. 129 300 này, 129 300 cho chị bằng 5 tím này. 129 anh chốt cho chị bằng 5 tím. Đây, hè lên. Đây, mấy chị trang sức siêu phẩm thôi. Thích nâu tay đồ các thứ thôi. Thích thì thích, thích thì em chiều thôi chứ có gì đâu. Bình thường, trời ơi. Rồi, em này chốt ra. Lên một con xịn đẹp nữa cho chị nha. Lên một con xịn đẹp nữa cho chị nè. Màu nâu, màu này gọi là màu nâu gì nhỉ? Màu đen. Màu nâu. Màu đen á? Ừ, nâu mà cà phê mà rang rồi ấy. Nâu còn còn phân biệt là rang rồi hay chưa rang hả? Đúng rồi. Rồi, em này là màu nâu đậm nâu nha chị ơi. Này, nâu cà phê này. Trời ơi, đẹp quá. Mới keng luôn. Mới keng luôn nha, em này 200k. Thôi, bán 150 thôi chứ. 150k. Dành cho những chế nào mà phải từ 55 đến 60 kg, 55 đến 60 kg, 55 đến 60 kg mới kèm luôn. Chốt cho em mã số 143. Mã số 143 con này đáng lý ra lên giá này.
mặt ít người xem quá. Mã số 143. Mã số 143, quá đẹp luôn. 143. 143. 143. Đây. 143, quá đẹp luôn. Các chị là thích siêu phẩm không à? Hay Ly ơi, à, mình lấy hết nhà siêu phẩm này luôn rồi kiện cho mình nhập xong. Thích cái bán đi. Rồi. Bà Nguyễn Tam đã thích cái dáng váy lắm nè. Chừa cái đấy cho bà. Bà dặn hoài. Dặn mà đến nỗi mà chửi luôn mà. Một bốn ba em chốt cho chị 143. Em chốt cho chị Hương Phạm. Em chốt cho chị Hương Phạm 143. Em này đẹp quá. Con này là của... Thôi con này để bữa sau like đi. Con này để bữa sau like đi. Con này đẹp quá không 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 nở bán. Đây. Con này là của AB Plus nha chị yêu ơi. Rồi ok, 143 150 nha, của AB Plus nha. Em không nói giá thì là 150, còn em nói giá báo giá riêng á thì nó là báo giá khác nha các chị ơi. Con này của AB Plus nha. Quá đẹp luôn. Xuất sắc. Đẹp nè. 53 kg đổ lại, siêu phẩm 53 kg đổ lại, con này 250. Con này 250 nha chị yêu ơi. 250k, quá đẹp luôn, xuất sắc, mới keng luôn. Con này là giặt hết sạch sẽ cho chị luôn rồi nè. Con này là giặt thơm tho cho chị luôn. 250k, 53kg đổ lại. 53kg đổ lại, 250. Chốt cho em mã số 25. Mã số 25. Mã số 25. 25, những chị nào có đơn thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm dùm em nha. Đơn 3 trên 300.000, chuyển khoản em free ship. Và chị nào thích mẫu nào thì cứ nhớ mã số inbox qua Facebook Nương Phạm dùm em luôn. Đó. Mã số 25 em này 250. 25 250, 53kg đổ lại, quá đẹp luôn. Nè, lại gần cho chị xem nè. Không một tì vết nào hết. Cái nút này là nút da đó nha. Cái đai này cũng là đai da luôn nè. Đó, rất là đẹp, mới keng luôn đó. Nè, bằng da đó nha các chị. Nút này quá đẹp luôn. Rồi. 250, mã 25. Mã 25. Em chốt cho chị chị gì đây? 25, 250, em chốt cho chị Trang Đặng. Em chốt cho chị Trang Đặng. 25, 250 chốt cho chị Trang Đặng. Tính không bán, chốt cho chị Trang Đặng. Tính không bán để dành nhưng mà thôi bán luôn. Con này là của Joyness nha chị, của Luxury Joyness này. Đấy, rất là đẹp luôn, cái thương hiệu Chi của nó đây. Rất là xuất sắc. Đây của Joyness nha. Joyness, quá đẹp luôn. Xuất sắc luôn nha. Xuất sắc luôn nha. Hàng chuẩn hiệu Hàn Quốc xịn đẹp luôn nha. Đây, xuất sắc quá, Joyness. Đây em đang chốt theo mấy chủ đó, những con siêu phẩm đang chốt theo mấy chủ chứ em không chốt theo chưa chốt được hay chưa chốt xong nha. Con này siêu phẩm 400k. Con này 400.000 nha chị ơi. Dành cho những chị nào phải 57kg đổ lại, 57kg đổ lại 400k. Quá đẹp luôn. Xuất sắc luôn nha. Mới keng, con này là mới keng xà beng luôn nha. Mới keng xà beng luôn. Quá đẹp, 400k. 400.000, quá đẹp. Nhức nhối con tim luôn á. 400.000. Hey, 400k. Chốt cho em mã số 110 400k. Mã số 110 400k. 110 400k. Quá đẹp luôn. Hàng đỉnh luôn á các chị ạ. Nè, cái nút của nó cũng in cái thương hiệu của nó luôn. Shinus. Quá đẹp luôn. Thương hiệu này rất là đỉnh. Cái áo giá này mà thật của nó thì tiền triệu các chị ạ. Chứ nó không có tiền trăm đâu. 400k. Mã số 110. Quá đẹp. 110 400k. 110 400k. Em chốt cho chị nào qua trước đây. Em chốt cho chị bằng lăng tím. Em chốt cho chị bằng lăng tím. Bây giờ là chốt theo cú pháp nha. Em không có nhường nữa đâu. Chứ để các chị cứ kiện cáo ngoài thôi. Các chị nào muốn mua siêu phẩm cái bịch nhỏ hả? Bịch nhỏ. Hay hết bịch nhỏ rồi hả? Sao hồi hai không đem bịch to ra cho em hết, em không có bịch to. Mà
đổi đi, đổi một ký này lấy một ký vịt to đi nhá, đổi một ký này lấy một ký vịt to đi. Đây em bán bán rồi, một một không 400 cam chứ thì bằng bán tím ha. Ồ, quá đẹp luôn. Con này đẹp nè, con này dáng váy nha chị yêu ơi, con này dáng váy, con này bao nhiêu đây? Con này 250, con này 250k. Ở đây nó có một cái nơ cho mình nè, này rất là mới, màu xanh đen nha, màu xanh đen mới kem luôn. Trời ơi quá đẹp luôn. Rồi em này 52kg đổ lại, 52kg đổ lại dáng váy ha, 52kg đổ lại dáng váy quá đẹp luôn, 250. Xuất sắc. Em like mấy cái này nữa thôi. Cái đai của này lạ nè, cái đai này là đai vòng tròn nha chị. Mấy cái kia là hình chữ nhật, còn cái này là vòng tròn nè. 250, quá đẹp luôn. 52kg đổ lại. Chốt cho em mã số 134. Mã số 134. 134 em này. Xuất sắc. 134, đặt lắp đi. Chả có tiền mà lắp máy lạnh thôi. Chứ nóng quá thì không nổi luôn á. Mã số 134 em này. 134 này là mở cái cửa kia ra, nóng quá nó chịu không nổi luôn á. Mã số 134 250. Con này của Xúc. Con này của Xúc nha chị ơi. 134 250, 134 250 của Xúc. Con này của Xúc rất là đẹp. 52 kg đổi lại. Em đọc tiếng Anh là như tiếng Thái luôn á. Ừ. Đây, thương hiệu của nó đây. Của Xúc. Trời ơi, quá đẹp luôn. Hả? Nãy giờ lái cái gì xào rồi? Hết xào này với lại nửa xào rồi đó. 150. 134 250 em chốt cho chị bằng lăng tím ha. Rồi em này là của hai đọc cái này coi. Ủa mấy chị em đố, em đố hai đọc được cái hiệu này á. Amando này có chữ Amando. Amando gì nữa? Cái này đưa mấy chị là cái hiệu mà nó có hai chữ A chữ B chữ A với chữ B á. Amando cái thương hiệu mà chữ A chữ B nè. AB là viết tắt của Amando Pacini nè. Mình phải học một khóa đó. Chắc phải đi học một khóa tiếng Anh để về bán áo các chị quá. Con này đẹp quá, con này bán nhiêu đây ta? Xuất sắc luôn nè các chị ơi, xuất sắc luôn nha. Nâu tay đây. Con này bán cuối cùng của livestream nha chị ơi. Con này em bán cuối cùng để em nghỉ luôn. Tắt là em này bán 400k nha chị ơi. Em này bán 400k nha. Em này bán 400k, quá xuất sắc, mới ken luôn. Con này em đã giặt sạch sẽ thơm tho cho chị luôn nè. Con này là em giặt hấp thơm tho sạch sẽ cho chị luôn nè. Rồi em này nay siêu phẩm là nương giặt luôn rồi. Nay hàng siêu phẩm là em giặt hết luôn. Về là nhận là như áo mới luôn. Mấy hồi là em chỉ ủi thôi, còn nay là em giặt hết luôn, mỗi cái 15 ngàn nữa đó các chị à. Đó, quá đẹp luôn. Em này dành cho chế nào? Em này dành cho chế nào mà phải từ 52kg đổ lại 400k? 52kg đổ lại 400k. Cái gì? Chị nào chốt được siêu phẩm thì nhớ chuyển khoản nha. Chị nào chốt siêu phẩm thì phải chuyển khoản nha. Còn không thì em sẽ nhường cho các chị khác đó. Chị nào mà thích siêu phẩm mã nào thì cứ nhớ mã số inbox qua Facebook Nương Phạm. Chị nào không chuyển khoản thì em sẽ nhường áo lại cho các chị sau nha. Nên là cứ yên tâm. Chị nào không chuyển khoản siêu phẩm thì em sẽ nhường lại áo cho các chị. Rồi em này 400k siêu phẩm cuối cùng mà em kết thúc livestream nè. 52kg đổ lại 400k. Chốt cho em mã số 135. Mã số 135. Chưa đặt mã mà các chị cứ 400 hoài vậy. Rồi đây siêu phẩm cuối cùng mã số 135. Hai ra lựa em mấy con đẹp 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 nữa đi ha. Mã số 135 em này. 135 400k. Chuyển khoản nha. Siêu phẩm là chuyển khoản hết cho em á. Thêm một con naughty like đi ạ. Còn con nào ngoài đó không hai ơi? Tụi em em ấy. Mã số 135. 135 400k. 135 400k. Con bạn cốm này bán 150 nha, bạn cốm này đẹp á. Hai đọc chốt cho mẹ. Em đi hai. Hai đọc chốt đi mẹ con này đi. 135. Quá đẹp. La nữa không ta? Mấy giờ rồi? La nữa không? Rồi la thêm mấy cái nữa đi. Tới 12 giờ rồi nghỉ. Thật là con này đi, cái màu này đẹp.
Ôi chị nào chốt đúng cú pháp vậy, 135 400k nha các chị, 135 400k nha. Chốt lại giúp em đi. 135 400k nha. Phải kèm cả giá cho em nữa nha các chị ơi. Chốt đúng cú pháp giùm em, phải kèm giá nha. 135 400k. Chốt đúng cú pháp nha. Đẹp nơi, đẹp quá. Xuất sắc luôn á. Thời gian quá dành cho người cao cao này. Chị nào cao trên 1m6 là mặc đẹp con này. Xuất sắc, dáng váy quá đẹp luôn. Cái này về thắt cho em một cái thắt lưng ở đây nữa nè. Thắt một cái dây gì đó ở đây. Quá đẹp luôn. Con này dành cho chế nào phải từ 57kg, rất là đẹp luôn. 150, chốt cho em mã số 144, mã số 144. Xem đầu like tới giờ mà chưa chốt được cái nào hết hả? Chị Ly Ly Tu 135 400k. Không có chị nào chốt đúng cú pháp hết vậy. Không một chị nào chốt đúng cú pháp của cái 135 400k chốt cho chị Thu Thủy Trần nha. Chị nào dự bị đây? Chị Thu Thủy Trần 400k chốt đúng cú pháp đó chị à. Số điện thoại, mã số kèm giá tiền cho em. Siêu phẩm là phải chốt đúng cú pháp. Chị Phùng Hiền dự bị nha. Chị Phùng Hiền, chị Nguyễn Nhung dự bị giúp em nha. Rồi. Mã 135 400 cho chị Thu Thủy Trần. Khoanh cái tròn cái 400 đó lại cho em. Khoanh tròn cái 400 đó. Em này mã số 144. 144 144 150 nha đẹp. 144 150. Em chốt cho chị bằng lăng tím. La vài cái nữa. Hay ăn gì ở trong nhà, nay ăn gì ha? Nay mẹ nấu cơm không? Không, không có ai ở nhà hết. Ơ, mấy đứa thôi kìa đâu? Mấy đứa, nó đang làm ở nhà. Được hả? Ba mẹ không có nhà, thế không nấu cơm luôn. Cái này nhà ăn cơm ké mà không ai nấu cơm thì ăn cái gì? Thôi, không đi ăn tiệm được á, cùng kèm tồn. Đấy, hôm nay có like được đâu này, thấy không? Hôm nay trời ơi, nhìn cái đống hàng. Hôm trước hàng sắp dài, hôm nay có mấy bịch à. Thôi, không còn cái nào nữa hai. Còn áo ngoài đó không? Lấy cho em với. Con này em thấy không cột dây thì đẹp hơn. Con này không cột dây thì đẹp hơn. Khoác như thế này hơn. Còn chị nào thích cột dây thì cột dây vô. Nhưng mà em thì em thấy cái này không cột dây đẹp hơn hai nhỉ. Cái kiểu này mặc không cột dây đẹp. Đây con này hàng hãng nút của nó in hãng. Đây nè, con này hàng hiệu đây. Chị nào thích hàng hiệu đây. Của Mic Mac nhá. Cái này là của Mic Mac nè. Đấy, cái nút nó có in cái thương hiệu của nó luôn đó. Cái này không chốt like lại đi chị ơi. Coi lại like đi má ơi. Trời ơi. Like lại nữa chết tôi luôn á. Mấy cái đầu like chưa có ai chốt á. Ờ, mấy cái đầu like đẹp á. Mấy cái đầu like á, coi lại cái đầu like nha, có ba lá ơi. Cái chị nào chưa chốt được áo thì coi lại live stream nha. À, đầu live stream á, con này đẹp nè. Xuất sắc. À, bà lượm ở đâu ra cái con đó đẹp đây. Con này nè, xuất kéo. Trời ơi. Đẹp. Nè. Tại áo đẹp á. Con đó là phui của ha, của ba kiểu trước á. Rồi, con này em nhiêu hai? Con này 200 nha chị yêu ơi. Con này 200 của Mic Mac nha. Dành cho những chị nào mà 57kg đổ lại. 57kg đổ lại 200k. Mã số 124. Mã số 124. Nè Cẩm Vân Hoàng Nguyễn ơi, 55-60kg thì chốt con này đi. 55-60kg thì chốt con này đi. Con này 57kg mặt đẹp nè. Mã số 124. 57-58kg là mặt đẹp con này nè. 200k, số điện thoại mã số 124 200k, 124 200k, nhớ số điện thoại 124 200k kèm giá cho em nha chị ơi. Con vét phong xuân lông tây này đẹp quá nè. Vét phong xuân lông tây nè. Đây chị cắt tiên lửa siêu phẩm giá chị nè. Đây 124 200k chốt cho Chuyên Huyền. 124 200k chốt cho Chuyên Huyền. 200k 124 chốt cho chị Trinh Huỳnh. Rồi, phong xuông nâu tây nha. Vét phong xuông nâu tây, con này đẹp quá. Con này bán nhiêu ta? Con này ở ngoài sang chảnh lắm luôn. Đẹp quá, bán nhiêu? Nhiêu hai? Con này bán 250. 250.
như áo mới luôn nha. Từ nãy giờ em hứa với các chị luôn là em bán áo rất là rẻ luôn á, em bán toàn là bị hố giá không à. Lâu tay cái phong xuân con này ở ngoài rất là sang chảnh, đẹp hơn cho lai nhận luôn. Là mới 99% nha, các chị mà cảm thấy là chê lỗi nào thì cứ báo lại em luôn. Rồi mã số 13 250, quá đẹp luôn, free size 13 250, xuất sắc, đẹp tuyệt vời luôn, 13 250 nó càng luôn. Cái này là vải vét hàng nha, cái này không phải chất dạ, nhìn nó như là áo khoác dạ với phong suông á, quá đẹp luôn, 13 250 free size, quá đẹp, bao chanh xả luôn, 13 250. Đây, 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 em lấy con này cho các chị nè. Nhức mắt luôn. 13 250, em chốt cho chị bằng lăng tím. 13 250, em chốt cho chị bằng lăng tím. Con này của súp nè. Đây, đây, của súp nha. Quá đẹp, chị đua tới đâu rồi? Các chị đường đua của các chị tới đâu rồi? Đường đua của các chị tới đâu rồi? Ủa sao mấy cái này hay em để ở đâu mà sao hay lôi ra toàn áo đẹp vậy? Nè, cái này in trên cái nút của nó luôn nè, xúc nó in trên cái nút của nó nè, cái góc ở đây nè, xúc nè. Ủa cái áo này gấp nào vậy? Sao lấy ở cái góc nào vậy? Rồi sao đi. Hôm qua em kiếm không thấy ta? Hôm qua em kiếm áo rồi. Con này bán nhiêu ta? Đẹp quá ta ơi. Con này là chị nào mà size SM mặc đẹp nè. Size không SM nhỏ thôi, nó bị hơi chật nách á. Hoàng chật nách mà 50kg đổ lại, 50kg đổ lại nha các chị ơi. Cái chỗ này nó bị ảnh hơn 53kg mà cũng được luôn. Bao nhiêu? Nó là em nói với các chị là nó mất tay đai rồi. Nó bị mất tay đai rồi nha chị ơi. Con này đáng lý ra có tay đai là em bán 400.000 á. Mất tay đai nên là mất đai tay nè, nên là em bán 150 cho các chị. Quá đẹp luôn. Các chị tháo con đĩa đây ra là không ai biết luôn. Về tháo cái con đĩa này ra là đẹp xuất sắc luôn. Về tháo con đĩa này ra là không có sao hết á. Đó, rất là đẹp luôn nha. 150 quá mẹ cao. Đấy, luôn. Về sẵn tay áo hay là lấy lên là không ai biết hết. Cái con này rất là đẹp. 50kg đổ lại, 50kg đổ lại. Chốt cho em mã số 36 150, 36 150, 50kg đổ lại. 36 50kg đổ lại mã số 36, rất đẹp. Xuất sắc luôn. Cái con này mà có đai tay thì thôi rồi á. 400.000 nha chị ơi. Rồi các chị ơi, nhớ theo dõi Facebook Nương Phạm và nhớ theo dõi Facebook Nương Phạm. Có đơn thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm cho em luôn nha. 36 150, 36 150. Rồi ok, 36 150 em chốt cho chị Linh Trang. Còn là giang váy màu xanh đen. Con này đẹp quá. Trời ơi, cái con này bằng miếng tay nó thích lắm nè. Bà kêu bà gọi miết thôi. Giang váy thường là chị rất là thích luôn. Cứ hỏi giang váy miết thôi. Ai mà mua được cái con 36 vừa rồi là hơi bị lời luôn á. Về tháo đĩa tay ra không ai biết. Chị mất tay tay thôi mà mất giá kinh khủng chưa. Quá đẹp, màu xanh đen. Con này bán nhiêu hai? Đẹp quá. Ở đây có cái nơ nè. Xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn nha. 55kg đổ lại, 55kg đổ lại dáng váy, 55kg đổ lại dáng váy. Chốt cho em mã số 75. Em lại nè, ở trong nhà em còn nghiêm túc khi ra đem nhau với cô dồi á. Mã số 75 em này luôn. Mã số 75. Mã số 75, quá đẹp luôn. 55kg đổ lại, mã số 75 mới keng luôn nha các chị yêu ơi. Mới keng luôn. Mã số 75. Mới keng span luôn. 75. Quá đẹp. Này, tụi em gói băng keo á, cuốn chắc chắc luôn nha. Cái bọc này nó mỏng hơn lần trước á. Cuốn băng keo chắc vô cái tay cái nào nó cũng mỏng. Không mỏng hơn lần trước. Cuốn băng keo chắc vô nó xít nó lụng lụng cái bọc. Nhìn nè. Giặt vô rồi đó. Lấy cái con nó ra đi ha. Không được. Gọi gì trời? Mới nãy tự nhiên đang livestream có ai gọi điện. Em ơi cho anh làm quen nha. Mấy giờ rồi còn làm quen nha. 75 chốt cho chị bằng bằng lăng tím. 75 chốt cho chị bằng lăng tím. Rồi
con này xuất sắc quá. 55kg đổ lại là mặt đẹp, 55kg đổ lại là mặt đẹp. Con này là giặt sạch sẽ, thơm tho các chị luôn rồi nè. Đẹp quá. Con này bao nhiêu hả? Đẹp quá. Rồi, 55kg đổ lại chứ em, mã số 26. 55kg đổ lại mã số 26. Tự nhiên sao cái máy này nó tối vậy? Em thấy Thu Trang Nguyễn nha, mã số 26 em này luôn nè. Điện thoại cho Hương. Chị Thu Trang Nguyễn có chốt không? Chốt. Rồi em này mã số 26. Mã số 26 ai gọi hoài vậy ta? Alo. Dạ đúng rồi ạ. Chị Thu Trang Nguyễn có chị. À vậy anh sửa đơn lại giùm em được không? À dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. À, nhờ tên gì nhỉ? Nguyễn Nhung hả? À rồi, ok, ok, dạ, dạ rồi ạ. Em này 150, 150, mã số 26. Sửa cái gì? À, sửa cái đơn này lại, trừ cái áo ra rồi mà em quên trừ tiền. Sửa giùm em với cái Nguyễn Nhung á ha. Nguyễn Nhung á, bỏ trừ 250 đi. Rồi em này mã số 26, 26, 150, 26, 150. Rồi xin lỗi các chị mất mất 3 phút rồi. Nguyễn Nhung. Tại vì chị lấy hai cái áo, một cái áo 250 em trừ 26 em chốt cho chị Cẩm Vân Hoàng Nguyễn. 26 em chốt cho chị Cẩm Vân Hoàng Nguyễn. Ý là chị có hai cái em trước, một cái ghi lê màu đỏ nhưng mà nó bị lỗi nên là em bỏ ra, mà em quên trừ tiền mất. Rồi con này màu xám ghi nè các chị ơi, con này màu xám ghi nha, dành cho những chế nào mà 57kg đổ lại. 57kg đổ lại, 57kg đổ lại, chốt cho em mã số 28, 28, 150, 28, 150, 28, 150. Dạ luôn. À chắc phải ngày mốt nha, ngày mốt là em like da lộn. Mã số 28, quá đẹp luôn, 28. Chiều mai sẽ chụp hình áo da lộn và ngày mốt em sẽ làm mã số 28. 385 trừ đi 250 ạ. Ừ, trừ 250. 385 trừ đi 250 anh. Rồi, con này xuất sắc nha chị ơi, con này hàng xịn đẹp luôn nha. Đây một con phong xuân cho chị nè. Em này free size nha. Free size. Con này rất là mới nè, mới can luôn. Màu xanh đen mới can luôn nha. Chốt cho em mã số 76. Mã số 76. Mã số 76. 76. Quá đẹp luôn, mã 76. Thôi em tắt live stream đi, mệt quá rồi. Chị không nổi nữa rồi. Rồi những chị nào mà có đơn thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm giùm em nha. Chị nào có đơn thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm. Đơn cho em 300 và mua áo siêu phẩm thì chuyển khoản cho em nha. Số tài khoản ở trên Facebook Nương Phạm. Còn chuyển khoản để free ship nha. Còn những chị nào mà thích mẫu nào thì cứ nhớ mã số inbox qua Facebook Nương Phạm. Chị nào không chuyển khoản mà không chốt đơn xả đơn thì em sẽ nhường áo lại cho chị nha, nên là cứ yên tâm. Chị nào mà chưa chốt được áo thì cứ inbox qua đi, thích mẫu nào thì inbox qua cho em nha. Rồi em cảm ơn rất là nhiều, em tắt livestream ở đây nè. Rồi cho chị một cái siêu phẩm đi, mới là Thu Trang Nguyễn rồi. Hết siêu phẩm hết rồi chị ơi, đợi like sau nha chị ơi, còn nhiều áo đẹp lắm, em đang cho giặt hết nha. Nay siêu phẩm là em cho giặt hết hết sạch sẽ, về là như áo mới luôn. Rồi em xin tắt livestream nha chị ơi. Rồi ok, những chị nào mà có đơn thì chủ động inbox địa chỉ qua Facebook Nương Phạm đi nha. Bây giờ inbox luôn đi nha. Rồi ok, em cảm ơn, em tắt livestream ạ.